Dưới đây là 10 sự công đức tùy ứng mà phối hợp. 1. Nhiếp thủ đắc công đức có 2 câu, đó là các câu các lậu đã hết không còn phiền não. Nếu 2 hoặc là triền và tùy miên còn tồn tại thì chẳng thể nhiếp thủ công đức. Vì 2 hoặc trên tiêu vong nên mới có thể nhiếp thủ công được công đức. 2. Nhiếp thủ trừ công đức có 3 câu, đó là các câu được chân tự tại, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát. Trong ba câu này, câu được chân tự tại chỉ công đức hàng phục thế gian, tâm của thế gian chẳng được tự tại, bị nhiều thứ hoặc quấy nhiễu. Do được chân tự tại nên trừ hẳn được các hoặc khỏi bị quấy nhiễu. Hai câu tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát chỉ công đức hàng phục học nhân xuất thế gian, vì học nhân chưa lìa được hai phược. 3. Nhiếp thủ bất vi công đức có một câu tâm khéo điều phục, vì tùy thuận giáo hạnh của Như Lai giống như lương mã, luôn phục tùng theo ý người. 4. Nhiếp thủ thắng công đức có một câu cũng như rồng lớn, có uy linh lớn, thần lực viên mãn nên giống như rồng. 5. Nhiếp thủ sở ưng tác thắng công đức có một câu, đó là câu phải làm việc cần làm, vì việc cần làm là theo đúng phép mà cúng dường cung kính tôn trọng Như Lai, chẳng phải là tài cúng dường gọi là việc cần phải làm, mà chính hành pháp cúng dường đó mới là việc phải làm. Các vị đó đều đã làm đạo đế pháp hạnh này cúng dường Phật. 6. Nhiếp thủ mãn túc công đức có một câu, đó là câu đã lo liệu xong việc phải lo liệu, vì đã đầy đủ học địa đầy đủ cả rồi nên đắc đạo đế viên mãn. 7. Nhiếp thủ quá công đức có 3 câu, đó là các câu vứt các gánh nặng đạt được lợi mình, hết các hữu kết, vì câu đầu chỉ rõ đã vượt qua được ái, vì gánh nặng sinh tử không gì nặng hơn là tham ái, nay đã vượt được. Câu sau ý nói đã vượt qua được sự cầu mệnh cúng dường cung kính. Các sự cầu cúng dường cung kính đều để giúp cho mệnh, nay đã được lợi mình, đã chứng niết bàn, đã vượt qua thói vì tà mệnh mà cầu lợi dưỡng. Câu sau ý nói đã vượt qua được thượng hạ giới vì đã vượt qua học địa. Hữu kết chỉ cửu kết, nay đã vượt qua địa vị hạng hữu học, vượt qua thượng hạ giới nên hết các hữu kết. 8. Nhiếp thủ thượng thượng công đức có một câu, đó là câu chánh trí giải thoát. Giải thoát là quả vô vi vì là bậc tối thượng thượng trong các đức. 9. Nhiếp thủ ưng tác lợi ích chúng sinh công đức có một câu, đó là câu đạt tới tâm tự tại, do đắc thần thông nên tâm được tự tại và tự nội tâm lìa hệ phược nên nhiếp thủ được lợi ích hành. 10. Nhiếp thủ thượng thủ công đức có một câu, đó là câu đệ nhất cứu cánh. Ý nói Ba La Mật Đa Thanh Văn có thể đến được bờ bên kia hơn hẳn các hạng độn căn khác. Ứng thuyết tụng rằng 1, 2 là nhiếp thủ, thứ 3 nhiếp chư đức, lần lượt nghĩa 4 câu, thuận thắng tác mãn túc, 3 câu là nhiếp quá, quá ái mệnh nhị giới, thượng thượng lợi thượng thủ, đều gọi là nhiếp đức. 6 câu này, kinh văn trong nhiếp thủ 10 đức, chỉ nhiếp 3 đức. Một là nhiếp thủ công đức có 2 câu, đó là các câu các lậu đã hết không còn phiền não. Hai là nhiếp thủ quá công đức có 2 câu, đó là đạt được lợi mình hết các hữu kết, vượt qua được cầu tà mệnh và vượt qua được tà nhị giới. Ba là nhiếp thủ ứng tác lợi ích chúng sinh công đức có 1 câu, đó là câu đạt tới tâm tự tại. A La Hán là tổng, bởi vậy chẳng nhiếp thủ, chỉ có 15 câu dưới nhiếp công đức. Trong A Thành Duy Thức A La Hán có 3 điều kiện: phải trừ hẳn được giặc phiền não, phải được thụ diệu cúng dường của thế gian, phải vĩnh viễn không còn thụ phân đoạn sinh nữa. Thượng thượng khởi môn, nhiếp ứng vĩnh hại tặc, vô phân đoạn sinh, tổng biệt tướng môn, nhiếp ứng thụ diệu cúng, nhiếp thủ sự môn, chẳng phải 3 nhiếp đó. Ba thứ đó chỉ ước định theo nghĩa quyết định mà thuyết, vì hết thảy A-la-hán đều chẳng quá 3 thứ đó. Vì nhiếp thủ sự môn chỉ hạng đều đã giải thoát, tới bờ bên kia mới thành được. Thêm nữa, thượng thượng khởi môn chỉ hẳn phiền não.
Tổng biệt tướng môn kham thủ diệu cúng, nhiếp thủ sự môn vô phân đoạn sinh tử, thông nghĩa hợp với các điều ấy chẳng phải lý quy định như vậy. Kinh mới dịch nói trừ một mình Ananda ở học địa trong này được bớt. Kinh văn tên các vị đó là tới Na Đề Ca Diếp tán rằng dưới đây giải thích theo điều thứ ba định rõ nhiều ít đã nói ở trước, liệt kê tên họ có hai thứ. Đầu tiên kể tên từng người, sau đó kết luận danh cao trong 21 người này hoặc căn cứ vào việc xuất gia trước hay sau mà sắp xếp thứ tự. Kinh Báo Ân nói rằng thoạt đầu độ cho 5 người, sau đó độ cho gia xá và môn đồ 50 người, sau đó đọc cho Yêu Lâu Tần Loa và môn đồ 500 người, sau đó độ cho già gia và môn đồ 300 người, sau đó độ cho Na Đề và môn nhân 200 người, sau đó độ cho Thu Tử và môn nhân 100 người, sau đó độ cho Mục Liên và môn nhân 100 người, tổng cộng lại là 1.250 người, hoặc xếp thứ tự theo hạnh đức từ lớn tới nhỏ, như Ca Diếp ở hàng thứ hai, Thu Tử ở hàng trên Ca Chiên Diên, vân vân, tùy theo sự thích ứng chẳng nhất định. Kinh Vô Cấu Xưng Phẩm Đệ Tử sắp xếp thứ tự theo đức biện, vì sai thăm người ốm phải nhờ ở tài trí biện mới biết đối đáp. Kinh Thập Nhị Do lúc mới thành đạo, năm thứ hai đổi cho 5 vị tỳ kheo, năm thứ ba đổi cho 3 anh em Ca Diếp, năm thứ năm đổi cho Mục Liên vì cơ nghi khác nhau, các bộ kết tập kinh tụng khác nhau. A Nhã Kiều Trần Như, Kinh Vô Lượng Thọ nói bậc liễu bản tế tức là A Nhã Kiều Trần Như, tiếng Phạn gọi là A Nhã Đa Kiều Trần Na. Kiều Trần là một họ thuộc dòng Bà La Môn, Na là tiếng chỉ nam giới. A Nhã Đa có nghĩa là giải, có tên như vậy là vì người đầu tiên ngộ giải. Trong Kinh Nhân Quả nói rõ là đã độ cho 4 người, gồm A Nhã Đa Kiều Trần Na, Yêu Lâu Tần Loa, Già Gia và Na Đề. Bởi vậy lúc đầu sau khi Thái tử vượt thành, vua cha đã sai nội ngoại thân tộc gồm 5 người đi bảo vệ Thái tử. 5 người tranh cãi với nhau về tu khổ lạc hạnh. Cho đó là đạo chân chính, Thái tử dân bảo họ và chọn tu khổ lạc hạnh theo cách tu của ngoại đạo còn hơn cả việc tu hành của bọn họ, nhưng thấy đều chẳng phải là thuật đúng đắn bèn bỏ, rồi ăn cháo sữa, nhận cỏ cát tường và thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Sau đó ngài tới Lộc Viên, độ cho 5 người đó, lúc mới bắt đầu chuyển Pháp Luân, Phật hỏi hiểu chưa, trong 5 người thì Trần Na là người đầu tiên đáp là tôi nay đã hiểu. Tịnh Cư Thiên vân vân cũng đáp là đã hiểu, vì vậy mà lấy đó làm tên gọi là giải. Họ Kiều Trần đông người lấy giải để nêu danh, Na là tiếng chỉ nam giới để phân biệt với nữ, cho nên thêm Na vào sau họ. Kinh Đại Bát Nhã gọi là giải Kiều Trần Na. Maha Ca Diếp Ba, tiếng Phạn Maha Ca Diếp Ba, Maha có nghĩa là đại, là lớn, Ca Diếp Ba là họ. Ở phương Tây dịch là ẩm quang, uống ánh sáng, là một họ Bà La Môn. Thời thượng cổ có vị tiên trên thân có ánh sáng che khuất, uống mất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ca Diếp chính là dòng giống của vị đó. Ca Diếp trên mình cũng có ánh sáng, có thể uống mất ánh trời, ánh trăng. Vì lấy họ làm tên nên gọi tên là ẩm quang. Vì con vị trưởng già rất giàu có, đã bỏ cả gia tài và dòng họ lớn mà đi xuất gia, tu được hạnh lớn, là hạnh ít muốn biết đủ, là hạnh diệt được thói đa dục, được các bậc đại nhân biết tiếng, nên nêu danh đại để phân biệt với các Ca Diếp khác. Kinh Nhân Quả quyển 3 và Di Lặc Sớ đều nói rõ hai nguyên nhân của họ trên. Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp, thứ đến ba vị Ca Diếp đều thuộc dòng ẩm quang là ba anh em trai. Tiếng Phạn Ô Lô Tần Loa, phương này phiên là Yêu Lâu Tần Loa là sai. Ở đây gọi là mộc qua, quả đu đủ, gọi tên như vậy vì trước ngực vị này gồ lên giống như hình quả mộc qua. Thêm nữa, rồng trong ao cũng gọi tên là mộc qua, theo đó mà gọi, nên lấy đó làm tên. Già Gia Ca Diếp, Già Gia là tên núi, tức tượng đầu sơn, núi đầu voi. Cũng là tên thành, vì thành gần núi đó nên gọi là thành Già Gia. Na Đề Ca Diếp, tiếng Phạn Nại Địa Ca, phiên là Na Đề là sai, đó là tên sông.
Kinh Chính Pháp Hoa nói rằng đó là thượng thời tượng giang ba vị Ca Diếp vậy. Song Kinh Nhân Quả nói rằng ba người này đều tu đạo ở bên sông, Đức Phật đã dùng phép thần thông hóa độ cho họ nhập Pháp. Người anh cả có chỗ gồ trên ngực giống như mộc qua, nên lấy đó làm tên, hoặc đặt tên theo ý nghĩa rồng ao. Người thứ hai đặt tên theo núi, người thứ ba đặt tên theo sông. Kinh Văn Xá Lợi Phất tới Kiếp Tân Na tán rằng Xá Lợi Phất, tiếng Phạn là Xá Lợi Phất Đát La, gọi là Xá Lợi Phất là phiên dịch sai. Xá Lợi nghĩa là chim thu, tức là chim bách thiệt trăm lưỡi, còn gọi là Xuân Anh. Phất Đát La có nghĩa là con, vì mẹ ngài có tài nói năng bèo lèo nên ví như chim thu, ngài là con của vị đó. Lại còn nói rằng thân quá khứ của ngài là thợ nề, gặp Phật Thích Ca, ngài phát nguyện nguyện làm đệ tử Đức Thích Ca. Như vậy thì chẳng những là nguyện vọng ngày nay mà cũng là phù hợp với nguyện xưa, nên còn có tên là Yêu Ba Đề Xá. Vì giỏi nghị luận nên được kiêm cả tên đó. Đại Mục Kiền Liên tiếng Phạn Maha Một Đặc Gia La, phiên âm là Đại Mục Kiền Liên, đó là phiên sai. Ở đây chỉ Trung Quốc dịch nghĩa là Đại Thái Thúc Thị, Thái Thúc có nghĩa là hái đậu. Thời thượng cổ có vị tiên ở nơi núi non thanh vắng thường hái đậu xanh mà ăn, nhân đó mà đặt làm họ. Mẹ của Mục Kiền Liên tôn giả thuộc họ này, lấy họ mẹ làm tên lại chứng đắc đại thần thông, cho nên gọi là Đại Thái Thúc Thị để phân biệt với những người khác trong họ này. Nếu gọi theo cha thì tên là Câu Lợi Ca, còn gọi là Câu Địch Đa. Trước đây gọi là Câu Luật Đà, đó là gọi sai. Kinh Đại Bát Nhã gọi tên hai vị này là Xá Lợi Tử, Đại Thái Thúc Thị, nhân duyên hai người này như trong Di Lặc Xứ có dẫn Maha Ca Chiên Diên. Tiếng Phạn Maha Ca Đa Diễn Na, phiên âm là Ca Chiên Diên cũng sai. Kinh Đại Bát Nhã gọi là Đại Ca Đa Diễn Na, ở phương đây gọi là Đại Tiễn Thế Chủng Nam. Tiễn Thế Chủng là một họ thuộc dòng Bà La Môn. Thời thượng cổ có nhiều vị tiên ở tại các nơi tĩnh mịch trong núi, vì lâu năm nên râu tóc rất dài không có ai cắt cho. Vì theo phép Bà La Môn thì coi việc cắt tóc là ô uế. Có vị tiên có con là hai anh em trai đều đến thăm cha. Người con nhỏ bèn cắt tóc cho các tiên. Các tiên nguyện bảo hộ cho người này sau này trở thành bậc tôn quý trong các tiên. Từ đó trở đi, việc làm giống như vậy đều gọi là tiễn thế. Tôn giả bản thân là nam, uy đức đặc biệt cao. Để phân biệt với họ khác nên gọi là Đại Tiễn Thế Chủng Nam, người đàn ông vĩ đại thuộc dòng họ tiễn thế. Thêm nữa, Tây Phương cũng có người lấy họ mẹ nay để làm nổi bật họ cha, nên đặt tên là Nam, xưa dịch là thằng phiến. Mẹ quyến luyến con chẳng chịu tái giá, như dây thằng buộc vào quạt phiến, cho nên gọi tên là thằng phiến. Ngài chân đế gọi là Tư Thắng đều sai. A Nậu Lâu Đà tiếng Phạn A Nê Luật Đà, ở phương đây gọi là Vô Diệt, đó là em họ của Phật. Phiên âm là A Nậu Nâu Đà là phiên sai. Chả biết chữ nậu có xuất xứ từ đâu nên là chữ nê mới đúng. Kiếp Tân Na ở phương đây dịch nghĩa là phòng túc. Phật cùng vị này ở chung phòng, ngài hóa làm vị tỳ kheo già ngồi thuyết pháp cho vị này, nhờ vậy mà đắc đạo nên đặt tên là phòng túc. Có người nói là phòng tinh, vị này sinh ra đúng vào lúc sao phòng xuất hiện nên gọi tên là phòng tinh. Kinh Văn Kiều Phạm Ba Đề tới Maha Câu Hy La tán rằng Kiều Phạm Ba Đề tiếng Phạn cấp phòng Bát Đề, ở phương đây gọi là Ngưu Tướng, Tướng Châu. Thời quá khứ vì hái một bông lúa đánh rơi mấy hạt xuống đất nên trong 500 lần sinh phải làm thân trâu để đèn. Nay tuy làm thân người nhưng vẫn còn tướng chân trâu, mõm trâu, vì thế mà có biệt hiệu là Ngưu Tướng Tỳ Kheo. Ly Bà Đa tiếng Phạn hệ Hiệt Lệ Phạt Đa, ở phương đây gọi là Thất Tinh, tên một ngôi sao ở phương Bắc. Vì cúng sao này mà sinh con nên đặt tên như vậy. Gọi là Ni Bà Đa là gọi sai, có chỗ gọi là Giả Hòa Hợp, tức là chuyện hai con quỷ ăn thịt người trong trí độ luận. Tất Lăng Già Bà Sa tiếng Phạn Tất Lận Đà Phiệt Sa, ở phương đây gọi là Dư Tập,
Thói xấu còn sót lại, gọi là tất lăng già bà sa, đó là gọi sai. Trong 500 đời, đều là bà la môn, thô ngôn ác khẩu. Nay tuy đắc quả, thói cũ vẫn còn, như chửi cả thần sông Hằng, nên gọi là dư tập. Bạc câu la, tiếng Phạn, bạc củ la, ở phương đây gọi là thiện dung, gọi là bạc câu la là gọi sai. Sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, có một vị tỳ kheo bị bệnh, nhức đầu rất nặng. Bấy giờ Thiện Dung là người nghèo đem thuốc Ha Lê Lạc đến bố thí cho vị tỳ kheo ốm yếu đó. Vị tỳ kheo này uống xong liền khỏi bệnh, do việc bố thí thuốc men đó mà 91 kiếp được hưởng phúc sung sướng trên cõi trời, trong cõi người. Nay sinh ra ở nhà bà La Môn, mẹ đẻ mất sớm, gặp mẹ kế ác độc dùng phương tiện mà giết đi, nhưng qua 5 lần mà chẳng chết, sau cầu xuất gia chứng được quả A-La-Hán. Xuất gia 80 năm mà chẳng hề bị nhức đầu, mắt chẳng nhìn mặt nữ, cũng chẳng vào chùa ni, chẳng thuyết một câu pháp nào cho nữ. Sau vua Vô Ưu đi tuần du tới tháp để bố thí, biết ngài đọc bậc thiểu dục, chỉ thí một đồng tiền, tháp vọt lên, vua bèn đặt tiền xuống đất, ngài vẫn chẳng thèm nhận, vua mới biết ngài thật sự là người ít muốn. Nhân duyên này cũng đúng như truyền thuyết trong Phó Pháp Tạng truyện. Maha Câu Hy La, tiếng Phạn, Maha Câu Sát Xỉ La, ở phương đây gọi là Đại Tất, tất có nghĩa là đầu gối, gọi tên là Câu Hy La là gọi sai. Đó là cậu ruột của Xá Lợi Phất, nhân cùng với Phật luận bản mà ngộ giải đắc quả, như trong luật đã nói. Kinh văn Nan Đà tới La Hầu La tán rằng Nan Đà, tiếng Phạn gọi là Nan Đà, ở phương đây phiên dịch là hỷ. Căn bản đó là người chăn trâu. Vì nhân hỏi Phật 11 sự trong việc chăn trâu, biết Phật có đủ nhất thiết trí, do vậy mà được quả A-la-hán, là người cực kỳ thông minh, âm thanh cực hay. Tôn Đà La Nan Đà, tiếng Phạn, Tôn Đạt La Nan Đà, ở phương đây gọi là Diễm Hỷ, gọi là Tôn Đà La là sai, Diễm là tên vợ. Nhan sắc xinh đẹp đoan nghiêm không gì sánh nổi, nên gọi tên là Diễm. Hỷ là tự danh để phân biệt với Mục Ngưu Nan Đà. Nan Đà chăn trâu đã nói ở trên nên gọi là Diễm Hỷ, vì là hỷ của Diễm, đó là em trai của Phật. Mình cao 1 trượng 5 thước 2 tấc. Phật tới bản thành 2 ngày thì độ cho ông ta, đó là con của Đại Thắng Sinh Chủ sinh ra. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, tiếng Phạn, Bổ Lạt Na Mai Đát Lợi Duệ Ni Phất Đát La, ở phương đây gọi là Mãn Từ Tử, gọi là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là gọi sai. Mãn là tên vị đó, Từ là họ mẹ, tính mẹ hiền từ, nay lấy họ mẹ. Vị Mãn tôn giả này là con của Từ nữ, hoặc Mãn và Từ đều là hiệu của mẹ, nên gọi là Mãn Từ Tử. Tu Bồ Đề, tiếng Phạn, Tô Bồ Đề, ở phương đây gọi là Thiện Hiện. Xưa phiên dịch là Tu Bồ Đề, dịch nghĩa là thiện cát, đó là sai. Anan, tiếng Phạn, Ananda, ở phương đây gọi là Khánh Hỷ. Nhưng nói rằng Anan phiên dịch ra là Hoan Hỷ thì sai. Phật thành đạo trong ngoài đều mừng, Ananda sinh ra đúng lúc vui mừng này nên gọi tên là Khánh Hỷ. La Hầu La, tiếng Phạn, La Hỗ La, ở phương đây gọi là Chấp Nhật Bắt Mặt Trời. Bản cũ phiên âm là La Hầu La, dịch nghĩa là chướng tế, ngăn che, đó là phiên dịch sai. 9 người trong này, 1 Maha Ca Diếp, 2 Xá Lợi Phất, 3 Đại Mục Kiền Liên, 4 Maha Ca Chiên Diên, 5 An Nậu Lâu Đà, 6 Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, 7 Tu Bồ Đề, 8 A Nan, 9 La Hầu La. Trong kinh Vô Cấu Xưng, Thanh Văn Phẩm, Sở Hữu Quyền 3 và Quyền 4 đã thuyết giảng rất rộng về lai lịch của họ, ở đây sợ dườm cho nên chẳng thuật lại. Kinh văn: Như vậy tới Đại A-la-hán tán rằng, kết luận bằng danh cao vậy, luận rằng cao vị vua chúa vương tử nhân dân đế thích phạm thiên vương đều quen biết, thêm nữa vì thanh văn bồ tát phật vân vân là các bậc thắng trí đều có thiện cảm, nên gọi là bậc mà các chúng đều quen biết. Đầu tiên giải thích đó là bậc mà đại chúng sang hèn đều biết. Sau đó giải thích đấy là bậc mà thánh chúng lớn nhỏ đều quen. Kinh Vô Cấu Xưng nói, đó đều là những vị mà mọi chúng đều quen biết ngưỡng vọng, bao hàm cả hai nghĩa này.
nêu lên 21 người làm ví dụ để suy ra các người khác, nên dùng chữ vân vân, đẳng, đều là đại, luận tự, giải rằng vì họ tâm được tự tại, đã tới được bờ bên kia, sở dĩ phải nói là vân vân, vì A-la-hán vân vân, chẳng phải đều là A-la-hán cả, vì như A-nan-đà mới chứng được sơ quả. Kinh văn, còn có các hạng hữu học, vô học gồm 2.000 người, tán rằng hạng thứ hai đó là chúng đại đức vô danh, lấy ba thứ chính là giới định tuệ làm học thể, nội dung tu học, tiến thủ tu tập, đó gọi là hữu học. Sự tiến thủ đã viên mãn, dừng việc tu tập, đó gọi là vô học, chỉ lấy pháp vô lậu làm thể. Kinh văn, Maha Ba Xá Ba Đề, tới cùng 6.000 người, tán rằng hàng thứ ba đó là tôn trọng chư ni chúng vậy. Maha Ba Xá Ba Đề, tiếng Phạn. Maha Bát Lạt Xà Phục Đề, ở phương đây gọi là Đại Thắng Sinh Chủ, mẹ Phật có ba vị. Đây là vị tiểu mẫu, bà đại thuật sinh Phật được 7 ngày thì bà mất. Vị ni này là người đã nuôi Phật, vì là em của bà đại thuật nên gọi là gì? Đại Thắng Sinh Chủ, vốn tên gọi là Phạm Vương, hết thảy chúng sinh đều là con của vị đó, cho nên cầu tự được từ vị đó, nên lấy đó mà đặt tên. Thêm nữa mọi đệ tử của Phật đều gọi là Đại Sinh, thánh chúng ba thừa tên gọi là Thắng Sinh. Vì là người nuôi Phật nên bà được gọi là Đại Thắng Sinh, chúa của Đại Thắng Sinh nên gọi là Đại Thắng Sinh Chủ. Tuy từ Phạm Vương mà xin được, nhưng cũng còn lấy nghĩa làm danh. Bản dịch cũ phiên là Ba Xà Ba Đề, dịch nghĩa tên Đại Ái Đạo, đó đều là dịch sai và phiên tắt. Còn Phật độ cho người này nhân duyên ra sao thì cứ như trong luật đã nói. Kinh văn, mẹ La Hầu La tới cũng dùng quyến thuộc, đều đến, cũng cùng quyến thuộc đều đến, tán rằng hàng thứ tư đó là chư ni chúng nội quyến, gia thâu đà la, tiếng Phạn, gia thú đạt la, ở phương đây gọi là trì dự, gọi là gia thâu đà la là phiên âm sai, hình dung xinh đẹp nổi tiếng khắp gần xa, sinh ra la hầu, trời người đều ca ngợi, cho nên gọi là trì dự, dự là tiếng khen vậy. Tương truyền có cách giải thích rằng đó là con gái Càn Thát Bà. Càn Thát Bà nếu sinh trai thì làm Nhạc Thần, sinh gái thì là Ngọc Nữ. Nếu đã gọi là Ngọc Nữ thì làm sao mà sinh con được? Thêm nữa, sau khi Phật xuất gia rồi, cha mẹ trì dự, muốn được đem trì dự về, thế thì rõ ràng chẳng phải là Ngọc Nữ. Các kinh vị tạng hữu, Tu Đạt Nã, Thủy Ứng đều nói, La Hầu là con của Cù Di, Phật có ba phu nhân, một là Cù Di, hai là Gia Thâu, ba là Lộc Giã, mỗi người đều có 2 vạn thái nữ, bà Cù Di không con vì là Ngọc Nữ, các kinh ấy lấy tên theo mẹ cả, cũng không có gì là sai trái. Thêm nữa, kinh nói Phật có 3 người con, một là Thiện Tinh, hai là Yêu Bà Ma Gia, ba là La Hầu, cho nên kinh Niết Bàn nói rằng, Thiện Tinh Tỳ Kheo là con của Bồ Tát khi còn tại gia. Hai ni chúng nói trên đều được xuất gia, đạo hạnh thành tựu đã lâu, mong được nghe diệu pháp, hữu duyên đều tới, quyến thuộc đều đến. Quyển thứ hai, phần trước. Sa môn Khuy Cơ chùa Đại Từ Ân Soạn, kinh văn, Bồ Tát Ma Ha Tát 8 vạn người, tán rằng hàng thứ năm là Thánh Đức Nan Tư Chúng. Văn kinh có 3 ý. Một là nêu loại nêu số, hai là tán thán công đức, ba là kể tên. Đầu tiên giải thích chữ Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đoà Ma Ha Tát Đoà, gọi tắt là Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát, Bồ Tát tu hành, tóm lại có 2 môn. Một là lấy đại trí tự lợi làm đầu, hai là có đại bi lợi tha là trên hết. Bồ Đề nghĩa là giác, là quả mà trí mong cầu. Tát đoà chỉ là hữu tình, là chúng sinh mà bi phải độ, làm đúng theo lời hoằng thệ nên gọi là Bồ Tát. Lấy 2 thứ đó làm cảnh thì gọi là Bồ Tát. Đó là giải thích theo ý nghĩa hữu tài, có của cải, ở đây chỉ có pháp tài. Chỉ nghiệp thích, y chủ thích, hữu tài thích là ba kiểu giải thích thuộc về lục ly hợp thích. Thêm nữa, giác là quả sở cầu, hữu tình là chỉ tự thân. Hạng hữu tình cầu tam hiệu tam bồ đề nên gọi là Bồ Tát, hoặc bồ đề là quả sở cầu. Tát đoà mang ý nghĩa dũng mãnh, chẳng ngại xứ thời,
cầu đại Bồ Đề, có chí khí, có năng lực, nên gọi là Bồ Tát. Cả hai đều y chủ thích, giải thích theo chủ ý. Lại nữa, Bồ Đề tức là Bát Nhã, Tát Đoà, chỉ phương tiện, hai pháp đó có khả năng làm lợi lạc cho hết thảy loại hữu tình, nên gọi là Bồ Tát, vừa là Bồ Đề, vừa là Tát Đoà. Đây là sơ giải, tức là giải thích theo trì nghiệp thích, giải thích theo sự việc. Mà Hà Tát, Mà Hà nghĩa là đại, lớn, Tát Đoà nghĩa như trên. Nay Bồ Tát ở Văn Kinh, đây chỉ địa vị từ bát địa trở lên để phân biệt với địa vị dưới bát địa và nhị thừa, nên gọi là Ma Ha Tát. Bát Nhã Luận của Ngài Vô Trước viết: vì các Bồ Tát có bảy thứ lớn, đại chúng sinh này gọi là Ma Ha Tát Đoà, như trong Bồ Tát Địa đã nói, trong Đại Thừa Chương ở dưới sẽ liệt kê riêng thật đầy đủ. Kinh văn đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đều chẳng thoái truyền, tán rằng đây là ý thứ hai, là tán thán công đức của Thánh Đức Nan Tư Chúng có 13 câu, luận dùng hai môn để giải thích: một, thượng tri hạ tri môn; hai, nhiếp thủ sự môn. Tri có nghĩa là phần, thượng tri phần chỉ tổng tướng, tướng chung; hạ tri phần chỉ biệt tướng, tướng riêng. Cho nên luận nói, cần phải biết rằng chẳng thoái chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó là tổng tướng, ngoài ra là biệt tướng. Tổng tướng này là vô thượng chính giác thể, tức là năm pháp của Phật quả, đó là tịnh pháp giới và bốn trí tâm phẩm. Kim Cương Bát Nhã Luận của Ngài Vô Trước nói, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thể hiện Bồ Đề và đạo Bồ Đề. A Nậu Đa La thể hiện tự tướng của Bồ Đề vì là tướng giải thoát. Tam Miệu Tam Bồ Đề thể hiện tướng bình đẳng của người chứng quả Bồ Đề, nhờ pháp Bồ Đề mà biết được là Phật. Đại trí Độ Luận nói, trí cùng, trí xứ đều gọi là Bát Nhã. Bồ Tát Địa Luận nói, Bồ Đề cùng Bồ Đề Đoạn đều gọi tên là Bồ Đề. Cho nên, A có nghĩa là vô, Nậu Đa La có nghĩa là thượng, Tam có nghĩa là chính, Miệu là đẳng, Tam cũng nghĩa là chính, Bồ Đề là giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là vô thượng chính đẳng chính giác. Ở đây có bốn giác: một, vô thượng giác là tổng, tức là chỉ rõ Bồ Đề thanh tịnh pháp giới; hai, chính giác để phân biệt với tà giác của ngoại đạo; ba, đẳng giác vì có sự phân biệt với thiên giác của nhị thừa, chỉ hiểu rõ lý sinh không; bốn, chính giác nữa để phân biệt với hạng Bồ Tát. Vì giác chưa viên mãn nên quả vị chưa phải là chính giác. Ở đây thể hiện rõ đạo Bồ Đề, tức là tứ trí phẩm, một chữ giác ở dưới mà quán thông cả bốn giác ở trên, do có đầy đủ ba điều dưới đây, không gì hơn được. Hơn khắp hết cả, giác ngộ chân lý nên gọi là vô thượng giác. Song các kinh phần nhiều đều nói rằng chân lý gọi là thể của vô thượng Bồ Đề, vì đó là căn bản. Này, ở đây lấy cả hai thứ lý và trí của Phật quả đều gọi là vô thượng Bồ Đề. Đối với hai quả này đều chẳng thoái truyền. Do đủ 10 nhân chẳng thoái truyền ở dưới, nên Phật quả có thể chẳng thoái truyền. Quyết định sẽ chứng niệm niệm tiến tu thì gọi là chẳng thoái truyền. Thoái, lùi, có nghĩa là thất, mất; truyền, có nghĩa là động, ngồi bát địa trở lên. Tùy thuận tiến tu về đại Bồ Đề, tu tập chẳng lùi, vì không phiền não, cũng lại chẳng bị dao động vì hết thảy công dụng hữu tướng, đó gọi là bất thoái truyền. Do đó bát địa gọi là bất động địa, vì tướng dụng phiền não chẳng lay động nổi. Bất thoái có bốn nghĩa: một, tín bất thoái, điều tín thứ sáu trong thập tín, gọi là bất thoái tâm, bởi vì sau đó chẳng thoái truyền sinh tà kiến. Hai, vị bất thoái, vì trong vị thứ bảy trong thập trụ gọi là bất thoái vị, vì từ đó về sau chẳng thoái nhập nhị thừa. 3. Chứng bất thoái, vì từ sơ địa trở lên đã gọi là bất thoái, vì pháp đã chứng được chẳng thoái thất. 4. Hành bất thoái, từ bát địa trở lên gọi là bất thoái địa, bởi vì dù là pháp hữu vi hay pháp vô vi đều có thể tu được. Nay các vị Bồ Tát ở đây đều từ bát địa trở lên, cho nên nói rằng đối với vô thượng chính đẳng bất thoái chuyển, chính đẳng giác bất thoái chuyển,
vì nhất định sẽ chứng được. Vì thế ở đây bất thoái chẳng có nghĩa là bất chuyển. Thêm à nữa, bất thoái có hai. Một, đã được thì bất thoái vì sơ địa đã được bất thoái rồi. Hai, chưa được thì bất thoái vì bát địa mới được. Và vô thượng chính đẳng giác là pháp chưa chứng được. Bát địa trở lên có thể chẳng thoái chuyển. Vì thực tình cầu mong chứng được chính giác, tâm tiến chẳng động, mặc cho dòng chảy lay động của pháp, đó gọi là bất thoái chuyển. Bất thoái ở đây có nghĩa là bất chuyển. Kinh văn đều được Đà La Ni tới chuyển bánh xe pháp bất thoái chuyển, tán rằng biệt chi phần, phần phân tích riêng biệt ở dưới có 12 câu thể hiện thành 10 loại và chia làm hai thứ. 9 thứ đầu là tự lợi, 1 thứ sau là lợi tha, 9 thứ đầu lại chia làm 2, 8 thứ đầu là đức hữu vi, 1 thứ sau là đức vô vi, trong 8 thứ đầu lại chia làm 2, 5 thứ trước là phúc tuệ, 3 thứ sau là bi trí, trong 5 thứ trước ấy lại chia làm 2, 3 thứ đầu là nội thành, 2 thứ sau là thiện duyên, trong 3 thứ đầu này lại có 3, thứ đầu là huân tu tự lợi, thứ hai là lợi tha, cuối cùng là lợi pháp. Trong hai thứ thiện duyên thì thứ đầu là ngộ duyên tu hành, sau đó là khen ngợi việc trừ nghi. Trong ba bi trí thì thứ đầu là từ bi, hai thứ sau là trí tuệ. Đây là phần đầu có ba câu ứng với ba ý. Một, chủ ở văn pháp bất thoái chuyển, có nghĩa là đều đắc Đà La Ni. Đà La Ni ở phương đây gọi là tổng trì có hai, một là nhiếp, hai là tán. Một nhiếp cũng có nghĩa là trì, đây tức là văn trì, nghe văn nghĩa rồi thì nhậm trì chẳng quên, tức là có khả năng ghi nhớ giữ được những điều đã được nghe, đó gọi là nhiếp. Văn tức là thể niệm tuệ của tổng trì. Thập địa kinh nói rằng, Bồ Tát từ bát địa trở lên, đối với hết thảy mọi pháp đều năng kham năng tư năng trì, luận giải rằng kham chỉ văn tuệ, tư chỉ tư tuệ, trì chỉ tu tuệ. Vì một tu tuệ được chia làm ba công dụng. Hai, tán, có nghĩa là thí có bốn loại. Một là pháp, hai là nghĩa, ba là năng đắc Bồ Tát nhẫn, bốn là minh chú để đem bố thí cho chúng sinh. Hai loại đầu trong này là năng trì, tức là văn trì. Hai loại sau là sở trì. Ngoài ra bốn loại này lại chia làm hai. Một là tự lợi văn trì, hai là lợi tha, pháp nghĩa. Vì phân biệt nhân quả. Hai, nhạo thuyết bất thoái chuyển, chỉ nhạo thuyết biện tài, vì nhờ biện tài tức tứ biện thất biện mà ưa thuyết pháp. Tứ biện bốn thứ biện tài tức là bốn vô ngại giải. Một, pháp vô ngại giải. Hai, nghĩa vô ngại giải. Hai thứ này theo thứ tự tức là giải giáo vô trí, vô trệ trí và giải lý vô trệ trí. Ba, từ vô ngại giải, tức là giải chư phương, ngôn âm vô trệ trí. Bốn, biện thuyết vô ngại giải, tức là thất biện vô trệ trí trong việc thuyết pháp, vân vân. Thất biện, bảy thứ biện tài gồm một, tiệp biện, cần nói là nói được ngay vì không lắp bắp. Hai, tấn biện, trôi chảy như thác vì chẳng ngắc ngứ. Ba, ứng biện, đúng lúc đúng căn cơ vì chẳng thêm bớt. Bốn, vô sơ mậu biện, biện tài nói năng không sơ suất sai sót, vì hễ nói ra là khế hợp với kinh, chẳng sai lệch. Năm, vô đoạn tận biện, vì tương tục liên hoàn không bao giờ hết. Sáu, phàm sở diễn thuyết phong nghĩa vị biện, biện tài khiến tất cả những điều nói ra đều giàu ý vị, vì mỗi một câu đều chứa được nhiều sự lý. Bảy, nhất thiết thế gian tối thượng diệu biện, bởi vì có đủ năm loại âm thanh rất sâu như sấm vang khắp nơi xa. Bốn, vô ngại giải tới phẩm phương tiện sẽ giải thích sau. Phần nhiều lấy hậu đắc trí và chánh thể trí làm bản thể vì là ngoại duyên khởi. Ba, thuyết bất thoái chuyển, có nghĩa là chuyển bất thoái, chuyển pháp luân. Tứ là chuyển bánh xe pháp bất thoái chuyển. Pháp luân, bánh xe pháp là pháp cần thuyết, luôn luôn được thuyết vì pháp ấy chẳng thoái chuyển. Có nghĩa là chuyển hai loại pháp bất thoái chuyển của bốn vị như trên, đó gọi là chuyển bất thoái, chuyển pháp luân. Thêm nữa, Kinh Di Lặc Sở Vấn nói, thuyết tự phần công đức thì gọi là chuyển bất thoái pháp luân,
thuyết ngoại phần công đức thì gọi là chuyển bất chuyển pháp luân. Lại nữa, thuyết về trí thì gọi là bất thoái, thuyết về phúc thì gọi là bất chuyển. Lại nữa, thuyết về bát nhã thì gọi là bất thoái, thuyết về phương tiện thì gọi là bất chuyển. Lại nữa, thuyết về sự hữu vi thì gọi là bất thoái, thuyết về lý vô vi thì gọi là bất chuyển. Pháp này như bánh xe nên gọi là pháp luân. Luân bánh xe có ba ý nghĩa. Một, nghĩa viên mãn, vì bát chánh đạo như bánh xe có ổ trục, vành bánh, nan hoa, thảy đều viên mãn. Hai, nghĩa bất định, chẳng nhất định. Phật từ kiến đạo, chuyển sinh tu đạo, sau đó đạt tới vô học đạo. Tự mình chứng được điều này rồi lại thuyết giảng cho người khác, dẫn dắt họ vào thánh đạo. Người khác được chánh đạo rồi lại thuyết cho người khác nữa, cứ xoay vần như vậy. Ví như bánh xe bất định nên gọi là luân. 3. Nghĩa hủy hoại, như bánh xe kia có thể hủy hoại con bọ ngựa ngáng đường nó. Thánh đạo tại tâm có khả năng hủy diệt phiền não, trị được kẻ chưa phục, trấn được kẻ đã phục, như bánh xe báu của nhà vua, nên ví với luân bánh xe. Pháp luân có 5 nghĩa. 1. Luân tự tính, trạch pháp giác chi, chính kiến, vân vân. 2. Pháp luân nhân, có thể sinh thánh đạo, giáo, văn tư, vân vân. 3. Luân quyến thuộc, thánh đạo trợ bạn ngũ ẩn pháp. 4. Pháp luân cảnh, lý tứ đế, vân vân mà thánh đạo duyên vào. 5. Pháp luân quả, nhân đạo mà chứng được bồ đề, niết bàn. Chuyển có nghĩa là thuyết. Pháp đã gọi là luân bánh xe thì thuyết cũng gọi là chuyển quay. Này, tùy theo điều kiện thích ứng mà thuyết năm pháp luân này cần phải tu hành ở địa vị bất thoái sau bát địa nên gọi là chuyển. Hơn nữa, năm thể này tức là bốn pháp, giáo, lý, hạnh, quả, đó đều gọi là pháp luân. Chuyển có nghĩa là động, là hiển, là vận, là khởi. Động tuyên ngôn giáo, hiển dương diệu lý, vận thánh đạo ở trước âm thanh, khởi chân trí ở sau lời nói, diệt trừ chướng não một cách trọn vẹn thì gọi là chuyển pháp luân. Phẩm phương tiện ở dưới sẽ nói kỹ. Kinh văn cúng giảng vô lượng tới được khen ngợi, tán rằng ở đây có ba câu, hai câu đầu gộp lại là điều thứ tư. 4. Y chỉ thiện tri thức bất thoái chuyển, y chỉ vào bậc thiện tri thức chẳng thoái chuyển, tức là cúng giảng vô lượng trăm ngàn chư Phật, trồng các cội đức ở chỗ chư Phật. Luận gọi là trồng các thiện căn, thực chủng thiện căn, vì nghiệp thân tâm của mình y vào sắc thân mà nhiếp thủ. Bồ Tát tu hành chẳng có lỗi về thân tâm, nay đem nghiệp sắc thân thủ thắng cúng dường chư Phật, trồng sâu gốc đức, nhiếp thủ tất cả mọi thiện nghiệp thân tâm của bản thân mình. Cúng dường có 10 loại trong Bồ Tát địa nói. 1. Hiện tiền cúng dường, đích thân cúng dường trước Phật hiện tiền, trước hết thầy Tam Bảo như Lợi La cùng Chế Đa, chỉ tháp chư Phật chư Tổ đã được xây dựng nên. 2. Bất hiện tiền cúng dường đối với Chế Đa các Phật khác, tưởng tượng đó là Phật và tu bất hiện tiền cúng dường. 3. Hiện tiền bất hiện tiền cúng dường, khi cử hành hiện tiền cúng dường như trên lại nghĩ như vậy, pháp tính của Chế Đa của một Phật cũng tức là pháp tính của Chế Đa của chư Phật mười phương ba đời, cho nên nay ta hiện tiền cúng dường Chế Đa của một Phật cũng tức là cúng dường Chế Đa vân vân của Phật ở ba đời mười phương và tu hiện tiền bất hiện tiền cúng dường. 4. Ở chốn như vậy chỉ tự cúng dường. 5. Nếu khởi bi tâm thì tùy theo khả năng cho phép mà đem sức lực tài vật bố thí cho người nghèo khổ, mong cho họ được an lạc, khiến họ cúng dường. 6. Đều cúng dường, khi đã tự mình cúng dường rồi thì khuyến giáo người khác cũng cúng dường như vậy. 7. Tài kính cúng dường, dùng hương hoa vân vân để kính viếng lễ bái, thậm chí dùng châu báu vân vân mà tu tài kính cúng dường. 8. Quảng đại cúng dường, tức là dùng nhiều thứ tốt đẹp mà tu tài kính cúng dường một cách lâu dài, thậm chí tịnh niệm hồi hướng bồ đề, tự lực gom góp của cải hoặc xin được từ người khác, phát nguyện tưởng tượng hóa thành trăm ngàn thân cung kính lễ bái, mỗi thân mọc ra trăm ngàn tay cầm hương hoa mà rắc, thốt ra trăm ngàn tiếng mà ca ngợi công đức, lại còn đưa ra trăm ngàn thứ trang nghiêm để mà cúng dường. Ở Thiệm Bộ Châu, thậm chí ở bất cứ nơi nào trong mười phương, hễ đâu có cúng dường là đều tùy hỷ cả, tuy dụng công ít nhưng lại dấy lên được vô biên quảng đại cúng dường. 9. Vô nhiễm cúng dường,
chẳng đem lòng khinh mạn dối trá, phóng dật, chẳng dùng các vật bất tịnh, đó là tu vô nhiễm cúng dường. 10. Chính hạnh cúng dường. Nếu có ai đó tu tứ vô lượng tâm dù chỉ trong chốc lát, thậm chí chỉ trong ít lúc tin tưởng, an nhẫn ở pháp tính chân như, lìa mọi ngôn thuyết, khởi tâm vô phân biệt, chủ ở vô tướng tâm, tức là để giữ gìn tịnh giới của Bồ Tát, thậm chí tu tứ nhiếp sự, vân vân, thì người đó chính là đã tu chính hạnh cúng dường. Cần phải nhớ rằng đó là thứ cúng dường tối thượng tối diệu, hơn các loại cúng dường trên kia hàng trăm ngàn vạn lần, chẳng thể ví được. Lúc tu cúng dường cần phải nhớ rằng Như Lai là ruộng phước lớn, đủ ân đức lớn, là bậc chí tôn trong loài hữu tình. Ngài là bậc độc nhất xuất chúng, rất khó được gặp mà mọi chúng sinh phải y chỉ vào. Đối với Phật đã thế, đối với Pháp Tăng cũng phải như vậy. Đúng như trong quyển thượng của sách U Tán đã nói, chữ thực có nghĩa là trồng, là gom góp, tích lũy, là xây dựng, kiến lập. Chữ chúng, nghĩa chung cho cả hai âm bình khứ, có nghĩa là vừa để chỉ nghĩa chúng sinh, vừa chỉ số nhiều. 5. Đoạn nhất thiết nghi bất thoái truyền. Vì thường được chư Phật khen ngợi. Chữ vi có nghĩa là khiến, là được, là bị. Vì các Bồ Tát ở địa vị từ bát địa trở lên đã đạt tới mức đoạn trừ hết được các mối nghi ngờ về lý, về sự, hai nghi phiền não, sở tri cũng đều hết. Cho nên đệ bát địa gọi là quyết định địa, bởi thế mới được chư Phật khen ngợi. Hoặc do Phật khen mà có thể đoạn trừ được mối nghi ngờ của các chúng. Các chúng nghi ngờ không biết Bồ Tát chủ ở địa vị nào và chứng được quả gì. Nay nói rõ là ở thượng vị và nói rõ quả được chứng, nên đoạn trừ được điều nghi ngờ của các chúng. Kinh văn, dùng đức từ mà tu thân tới nơi bờ bên kia. Tán rằng trong đây có bốn câu ứng với bốn ý. 6. Vì những sự gì mà thuyết những pháp ấy, nhập những sự chẳng thoái chuyển ấy. Đó là dùng đức từ mà tu thân. Luận nói là dùng đức đại từ bi để tu thân tâm. Đó là giải thích sở do, phương pháp phương tiện. Các Bồ Tát vì những sự gì? Ngoài thì vì người khác mà thuyết pháp, trong thì nhập chứng các pháp. Dùng đức đại từ bi để hun đúc tu dưỡng thân tâm, cứu vớt chúng sinh khỏi vòng khổ ải, giúp cho họ được an lạc. Nói rõ tu hành nhị lợi, tự lợi lợi tha, chỉ do từ bi, chẳng phải do sự gì khác. Từ bi mỗi thứ đều có ba nghĩa, như phần sau sẽ nói. 7. Nhập nhất thiết trí như thực cảnh giới bất thoái truyền, có nghĩa là khéo nhập Phật tuệ. Vì nhập nhất thiết trí cho nên biết cảnh giới như nó đang hiện hữu, gọi là biết như thực cảnh giới chẳng thoái truyền, tức là nhập quán chiếu trí. Khác với điều thứ 9 ở dưới. 8. Y ngã không, pháp không, bất thoái truyền, tức là thông đạt đại trí, đạt nhị ngã vô trí. 9. Nhập như thực cảnh giới bất thoái truyền. Vì đã tới được bờ bên kia, thấu hiểu cặn kẽ thực tính. Kinh văn, danh tiếng vang khắp tới trăm ngàn chúng sinh. Tán rằng, đây có hai câu gộp lại thành một ý, đó là ý thứ 10. 10. Làm việc cần làm trụ trì bất thoái truyền. Danh tiếng vang khắp vô lượng thế giới, cho nên có thể trụ trì Phật Pháp, khiến Pháp chẳng bị diệt. Chúng sinh nghe danh, tin tưởng ngưỡng mộ mà tu học, độ được vô số trăm ngàn chúng sinh, cho nên gọi là làm được việc cần làm. Vì việc cần làm của Bồ Tát là làm lợi cho chúng sinh. Trên đây là thuyết minh về thượng chi hạ chi môn, ở dưới sẽ thuyết minh về nhiếp thủ sự môn. Luận có hai lượt giải thích về nhiếp thủ sự môn, đó là nhiếp thủ chư công đức sự. Lượt giải thích thứ nhất giải thích rằng thị hiện các Bồ Tát trụ trong thanh tịnh địa như thế nào, nhận những phương tiện nào, trong cảnh giới như thế nào mà làm công việc cần làm, đó là nêu chung. Sau đó, luận giải thích rằng trong 13 câu nên chia làm 3 phần. Phần 1, ở vô thượng chính đẳng chính giác. Một câu này là nói về việc trụ ở trong thanh tịnh địa như thế nào. Phần 2, 10 câu sau đó là nói về ý, nhân những phương tiện gì. Phần 3, 2 câu cuối cùng là nói về ý, làm công việc cần làm trong cảnh giới nào. Trong lời văn giải thích của luận, chỉ giải thích hai phần đầu được nêu ra, chẳng giải thích phần thứ ba làm công việc cần làm trong cảnh cõi như thế nào. Phần thứ nhất, Bồ Tát trụ trong thanh tịnh địa như thế nào? Địa thanh tịnh
là chỉ ba địa, từ bát địa trở lên. Vì là vô tướng hạnh tịch tĩnh thanh tịnh, ở đây lấy vô tướng lý gọi là vô thượng chính đẳng chính giác. Ba địa cuối cùng này đều ở vô tướng hạnh, nhậm vận, tịch tĩnh, lìa chướng thanh tịnh, gọi là bất thoái chuyển. Đều chẳng phải là các địa vị mà các cấu nhiễm hữu tướng vân vân có thể khiến cho thoái chuyển nổi. Phần thứ hai, nhân những phương tiện gì? Có bốn loại phương tiện. Một, nhiếp thủ diệu pháp phương tiện nhiếp thủ diệu pháp, nhậm trì diệu pháp, dùng lực nhạo thuyết để thuyết cho người. Đây gồm ba câu. A, người nhậm trì diệu pháp đều được Đà La Ni, do được văn trì, nhậm trì diệu pháp khiến chẳng xả lìa, chủ tại tự tâm, chỉ giữ chẳng quên, cho nên gọi là nhậm trì. B, dùng lực nhạo thuyết, tức là nhạo thuyết biện tài. C, thuyết cho người, có nghĩa là chuyển pháp luân bất thoái chuyển, vì người mà thuyết pháp bất thoái chuyển đó. 2. Nhiếp thủ thiện tri thức phương tiện nhiếp thủ thiện tri thức, vì dựa vào bậc thiện tri thức mà làm công việc cần làm. Đây gồm 3 câu. A, vĩ vào bậc thiện tri thức, tức là cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật. B, làm việc cần làm, có nghĩa là trồng các gốc đức ở nơi chư Phật. C, gốc đức là thiện căn, vì đó là việc cần làm, do đó thường được chư Phật khen ngợi. 3. Nhiếp thủ chúng sinh phương tiện nhiếp thủ chúng sinh, vì chẳng bỏ chúng sinh, đây gồm một câu, lấy đức từ mà tu thân, do lấy đức đại từ bi để hun đúc tu tập thân tâm, nên không thể bỏ hết thảy chúng sinh mà thường hay cứu độ họ. 4. Nhiếp thủ trí phương tiện nhiếp thủ trí, vì giáo hóa chúng sinh khiến họ nhập trí ấy. Đây gồm 3 câu. A, khéo nhập Phật tuệ, 1 câu. B, thông đạt đại trí, 1 câu. C, tới ở bờ bên kia, 1 câu. Do tự mình có ba trí hay khiến chúng sinh nhiếp thủ ba trí, tự thành ba trí, đó là cái nhân khiến các chúng sinh nhiếp thủ ba trí. Chi như thực trí, trí biết như thực là tự lợi trí. Chi sự trí, trí biết sự là lợi tha trí. Chân lý trí, đó là thực tính của trí. Trong luận chỉ giải thích hai phần đầu đã được nêu ra, chẳng giải thích phần làm công việc cần làm trong cảnh giới, cảnh có như thế nào. Ở đây gồm có hai câu. Danh tiếng vang khắp vô lượng thế giới, đó là nói về cảnh giới như thế nào. Độ được vô số trăm ngàn chúng sinh, đó là nói về công việc cần làm. Do Bồ Tát có đủ ba trí, cho nên danh tiếng vang xa khắp mười phương thế giới. Có thể ở trong cảnh cõi vô lượng thế giới ấy mà độ cho trăm ngàn chúng sinh, làm công việc cần làm vì độ chúng sinh, đó là công việc cần làm của các Bồ Tát. Lượt giải thích thứ hai, giải thích rằng lại còn có nhiếp thủ sự môn thị hiện chư địa nhiếp thủ thắng công đức, vì khác với công đức nhị thừa cho nên hai câu này là nêu chung. Dưới đó lại giải thích riêng hai câu, đó là một là thị hiện chư địa, hai là nhiếp thủ thắng công đức khác với nhị thừa. Cho nên trong 13 câu thì 4 câu đầu là thị hiện chư địa, 9 câu sau là nhiếp thủ thắng công đức. Giải thích vấn đề thứ nhất, thị hiện chư địa. 4 câu đầu thị hiện chư địa, 1 câu đều ở vô thượng bồ đề chẳng thoái chuyển là đệ bát địa, 2 câu sau là đệ cửu địa, câu sau nữa là đệ thập địa. Cho nên trong luận giải thích, thị hiện chư địa nói bát địa vô công dụng trí vì bất đồng thượng hạ, chẳng giống với thượng hạ. Bất đồng hạ vì hạ công dụng hạnh, bất năng động, bất đồng thượng vì thượng vô tướng hạnh, bất năng động, tự nhiên mà hành. Thượng là thắng hạnh, vô tướng hạnh, hạ là liệt hạnh, công dụng hạnh. Duy thức giải thích bất động địa nói vì tướng dụng phiền não chẳng thể động. Luận này giải nghĩa bất thoái chuyển là công dụng bất động, vô tướng hành bất động, nhậm vận tiến tu, chứng cả hai lý không và hữu chẳng bị lay động vì hai thứ đó. Đó gọi là bất thoái chuyển, vì ở trong cửu địa đắc thắng tiến Đà La Ni môn, đầy đủ tứ vô ngại giải tự tại. Cửu địa đắc văn trì vân vân được viên mãn thì gọi là thắng tiến, cụ túc, thất biện vân vân thì gọi là thuyết pháp cho mọi người khác. Đệ tam địa ở trước, tuy đắc văn trì nhưng vẫn chưa viên mãn. Này thuyết mãn vị ở đệ thập địa, chuyển pháp luân bất thoái chuyển, được thủ Phật vị như chuyển luân vương tử, vì bát địa, cửu địa, thập địa cùng thị hiện chư địa. Luận tự kết rằng 9 câu dưới gọi là nhiếp thủ công đức, 3 địa ở trên đều cùng được công đức này. Giải thích vấn đề thứ hai, nhiếp thủ thắng công đức thị hiện y vào xứ nào,
y vào tâm nào, y vào trí nào, y vào cảnh giới nào mà tu hành, y vào những gì mà có thể làm được. Đây là 5 câu mà luận nêu ra. Sau đây luận tự giải thích từng câu. Luận giải thích vấn đề y vào xứ nào gồm 3 câu: A. Cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật. B. Trồng các gốc đức ở nơi chư Phật. C. Thường được chư Phật khen ngợi. Luận rằng vì y vào các bậc thiện tri thức. Y vào tâm nào gồm một câu dùng đức từ mà tu thân. Luận rằng tôi y vào cái tâm độ chúng sinh để mà giáo hóa, vì rốt ráo đem lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Việc làm của Bồ Tát là độ chúng sinh, đó cũng là tâm nguyện của Bồ Tát. Có nghĩa là tôi y vào tâm chúng sinh vì rốt ráo có thể làm lợi ích cho hết thảy mọi chúng sinh. Y vào trí nào gồm 3 câu: kéo nhập Phật tuệ, thông đạt đại trí, tới ở bờ kia. Luận rằng dựa vào 3 loại trí: một, thụ ký mật trí, là trí vì chúng sinh mà thuyết nghĩa thâm mật. Ký có nghĩa là ký biệt giải thích, đó tức là Phật tuệ. 2. Chư thông trí, là trí dùng đại thần thông mà làm lợi ích cho chúng sinh, tức thông đạt đại trí. 3. Chân thực trí, tức là chứng chân như trí, tức là tới nơi bờ kia. Vì bờ kia tức là chân lý, tới được năng đáo, có nghĩa là trí chứng. Y vào cảnh giới nào mà tu hành, đó là một câu danh tiếng vang khắp vô lượng thế giới. Các thế giới có 2 loại, một là khí, hai là hữu tình, đều là cảnh giới tu hành những điều phải tu hành của Bồ Tát. Y vào những gì làm được, độ được vô số trăm ngàn chúng sinh. Bồ Tát dùng 3 trí ở trong cõi đó làm được những việc gì, đó là độ được chúng sinh. Đối với 2 câu cuối có thể giải thích tách biệt hay gộp vào. Giải thích tách biệt là như đã nói ở trên, giải thích gộp vào như sau. Luận mới giải thích rằng y vào cảnh giới nào mà tu hành, y vào những gì làm được, đó tức là 3 loại trí nhiếp cần phải biết. Ý văn nói rằng vì dùng 3 trí ở trong cảnh giới, cảnh thế giới làm được những việc có tác dụng lợi ích cho chúng sinh, nên gọi là tam chủng trí nhiếp, 3 loại trí nhiếp. Ý phiên dịch ở đây tỉnh lược, chẳng thể nói thật rõ ràng đầy đủ, nhưng ý ắt phải như thế. Kinh văn, tên của họ là Tới Đắc Đại Thế Bồ Tát. Tán rằng, dưới liệt kê tên thành 2, đầu tiên kể tên, sau đó kết luận tổng cộng có 18 tên, đều căn cứ vào nguyện hạnh mà đặt tên chia làm 7 đối, trong này 3 vị đầu là cứu khổ ban vui đối. Mạn thù thất lợi được gọi là diệu cát tường, nghĩa là cho chúng sinh được vui sướng, là bắc phương thượng hỷ thế giới hoan hỷ tạng ma ni bảo tích Phật. Nghe danh hiệu vị này thì có thể diệt được 4 tội nặng, vân vân. Còn nói rằng thời quá khứ vị này là long trùng thượng trí tôn Phật, sau này cũng nói là thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng vị ấy ở tại núi Ngũ Đài mát mẻ này cùng với 1 vạn vị Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát, tiếng Phạn là A Phọc Lô Chỉ Đế Thấp Phạt La Đa, dịch là quán tự tại, quán 3 nghiệp quy y mà cứu vớt cho chúng sinh khỏi khổ, gọi tắt là Quán Âm. Kinh Quan Âm Thụ Ký nói rằng sau khi Phật A-di-đà diệt độ sẽ đến lượt Quan Âm làm Phật, gọi tên là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Phật này diệt rồi sẽ đến lượt Đại Thế Chí Bồ Tát làm Phật, gọi là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Đắc Đại Thế có nghĩa là Ngài tới nơi nào thì thế giới chấn động có uy thế lớn, chúng sinh nếu được gặp Ngài tự nhiên sẽ hết khổ, được đại thắng lạc, có 2 khả năng nói trên. Kinh văn, thường tinh tiến tới Bất Hưu Tức Bồ Tát. Tán rằng 2 vị này là tự lợi tha, lợi đối, tự hành thường siêng, lợi tha chẳng mỏi. Kinh văn, bảo trưởng tới Dũng Thí Bồ Tát. Tán rằng 3 vị này là tế bần, cứu tật đối, bảo trưởng cứu giúp chúng sinh nghèo khổ, đưa của báu từ trong tay ra. Dược vương là cây thuốc lớn, cứu chữa bệnh tật cho vua. Dũng Thí làm được cả 2 việc hăng hái, bỏ của cải thuốc men cả 2 thứ đó ra mà cứu giúp. Kinh văn, bảo nguyệt tới Mãn Nguyệt Bồ Tát. Tán rằng 3 vị này là đạo minh phá ám đối, bảo nguyệt chuyển được trí sáng như trăng đáng trọng, nguyệt quang phá được thứ, các thứ si ám giống như ánh trăng, mãn nguyệt làm được cả 2 việc trên. Kinh văn, đại lực tới Vô Lượng Lực Bồ Tát. Tán rằng
Hai vị này là thần thông tiểu đại đối do hiện thần thông, cảnh sát kẻ hữu duyên khiến đều phát tâm, đại lực động được trăm ngàn thế giới gọi là đại lực, vô lượng lực động được vô số thế giới gọi là vô lượng lực. Kinh văn Việt Tam Thế tới Bạt Đà Bà La Bồ Tát tán rằng hai vị này là ly nhiễm tiến thiện đối, Việt Tam Giới. Phương này dịch nghĩa là ly nhiễm, là ly, là độ. Bạt Đà Bà La, phương này gọi là hiền hộ, vì thủ hộ thiện pháp chẳng để bị mất. Kinh văn Di Lặc tới Đạo Sư Bồ Tát tán rằng ba vị này là thế gian, xuất thế gian đối. Di Lặc có họ là Tử Bạt, là nghĩa lìa thế gian sinh tử, còn Bảo Tích Đạo Sư thì dẫn tới bờ bên kia để xuất thế. Bảo Tích dẫn tới Bồ Đề, Bảo Tích cho Bồ Đề Pháp. Đạo Sư dẫn tới Niết Bàn Viên Tịch, cho nên ở đây phân biệt làm ba, gộp cả lại thì thành bảy đối, thất đối. Kinh văn những vị như vậy cùng với tám vạn người tán rằng đây là câu kết. Triệu Công nói, đây đều là thân vô sinh của Bồ Tát. Thân vô sinh có nghĩa là không chỗ nào không sinh, nên gọi là vô sinh. Vì vô sinh nên bịt cửa ba cõi, vì không chỗ nào không sinh nên để lại hình tướng ở sáu đường. Kinh văn, bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân tới cùng với hai vạn thiên tử tán rằng trên thì nói rõ năm chúng nội hộ, dưới thì nói rõ 10 chúng ngoại hộ, ở trong đó chia làm hai loài, loài người và loài phi nhân, chẳng phải là loài người. Trong loài phi nhân lại chia làm hai, thiên và phi thiên. Trong loại thiên lại chia làm hai, dục giới và sắc giới. Dục giới có ba loại, một là đế thích, hai là tứ vương, ba là tự tại. Ở đây là loại đầu, hoặc chia làm hai loại, địa cư ở dưới đất và không cư ở trên không. Trong địa cư, hai loại đế thích tứ vương, đây là loại đầu. Thích Đề Hoàn Nhân tiếng Phạn là Thích Ca Đề Bà Nhân Đạt La. Thích Ca là họ, ở phương đây dịch là dịch nghĩa là năng, Đề Bà là thiên, Nhân Đạt La là đế. Dịch đúng là năng thiên đế, phiên âm là Thích Đề Hoàn Nhân và dịch nghĩa là thiên đế thích, đều vừa sai vừa ngược. Vị này trụ ở đỉnh núi Diệu Cao, là đế chủ của 33 tầng trời. Thời quá khứ tên là Kiều Thi Ca, ở phương đây gọi là Kiển Nhi. Gọi tên là Ama Yết Đà, ở phương đây gọi là Vô Độc Hại. Tức là nước Ma Yết Đà là nơi xưa kia đế thích tu nhân dùng làm tên nước. Nước này xưa kia gọi là Trí Cam Lộ Xứ, xứ có xương móc ngọt dưới. Tự tức kiếp xưa đế thích đánh nhau với Atula, biến núi thành biển sữa đầy ắp. Được nước cam lồ dưới ở đất này, nhân đó mà đặt thành tên nước. Tích xưa đế thích có 32 người cùng bầu bạn, có Thiện Pháp Phu Nhân, Viên Sinh Phu Nhân, Hoan Hỷ Phu Nhân, Thiết Chi Phu Nhân cùng tu thắng nghiệp, nên được sinh lên cõi trời. Do đó mà có các tên Thiện Pháp Đường, có cây Viên Sinh, Vườn Hoan Hỷ, Atula Nữ, tức Thiết Chi Phu Nhân, nhân duyên các vị này như Tông Luận Sớ đã nói. Kinh văn, lại còn có Danh Nguyệt Thiên Tử tới cùng với một vạn thiên tử tán rằng đây là tứ vương chúng, tam quang chính là tứ vương thiên nhiếp, không còn có thiên nào khác. Có kinh nói Quan Âm tên gọi là Bảo Ý làm Nhật Thiên Tử, tức là vị bảo quang này. Đại Thế Chí tên là Bảo Cát Tường làm Nguyệt Thiên Tử, tức là vị Danh Nguyệt này. Hư Không Tạng gọi là Bảo Quang làm Tinh Thiên Tử, đây gọi là Phổ Hương. Nhật Cung do Hỏa Tinh làm ra, đường kính là 51 du thiện na. Nguyệt Cung cũng do Thủy Tinh làm ra, đường kính 50 du thiện na. Tinh Sao cũng do Thủy Tinh làm ra, lớn nhất thì 18 câu lư xá, cho tới bé nhất là 4 câu lư xá. Mỗi câu lư xá chừng hơn 3 dặm. Những vị này đều ở trong không trung xoay quanh 4 châu. Tứ Đại Thiên Vương gồm Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Cõi này ở tầng bậc thứ tư, lại tại lưng chừng núi Diệu Cao, cũng trụ ở đỉnh núi Thất Kim Sơn. Tam quang tứ thiên cách mặt đất áng chừng 4 vạn du thiện na, thọ lượng hình tướng như chỗ khác đã nói. Kinh văn Tự Tại Thiên Tử tới cùng với 3 vạn thiên tử
tán rằng không cư thiên, dạ ma thiên, đổ sử đa thiên, ở dưới gọi là tự tại thiên tử, được quả dị thục. Tùy ý muốn gì được nấy hơn hai trời ở dưới. Hai trời ở dưới quả phải nhờ gây dựng mới được, nay muốn gì được nấy nên gọi là tự tại. Nhạo biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên, gọi là đại tự tại thiên tử. Chẳng thiết quả dị thục, ưa tự lạc tha biến, lấy đó làm lạc cụ mà thụ dụng, nên gọi là đại tự tại. Cũng giải thích tha hóa thiên chủ gọi là tự tại thiên, đệ tứ thiên chủ gọi là đại tự tại thiên. Thêm nữa, tự tại thiên là bề tôi của đế thích, đại tự tại thiên là thầy của đế thích. Nếu theo hai cách giải thích sau, thì không có bốn không cư dục giới thiên. Kinh văn Sa Bà thế giới chủ tới cùng hai vạn thiên tử, tán rằng đó là sắc giới thiên, tiếng Phạn là sách ha, ở phương Tây dịch là kham nhẫn. Các Bồ Tát vân vân khi làm lợi lạc phần nhiều bị những nỗi oán ghét, những nỗi khổ bức bách gây phiền não, vì kham nỗi vất vả mệt mỏi mà nhân chịu, nhân lấy ý đó mà đặt tên. Gọi là Sa Bà là sai, sơ thiền lớn cỡ bằng một tứ thiên hạ của dục giới, 1000 sơ thiền mới bằng một nhị thiền là chóp hỏa tai, 1000 nhị thiền mới bằng một tam thiền là chóp thủy tai, 1000 tam thiền mới bằng một tứ thiền là chóp phong tai. Đó chính là tam thiên đại thiên thế giới, gọi là Sa Bà thế giới, cho nên Sa Bà giới chủ đại phạm vương, tức là đệ tứ thiền chủ. Phạm ma có nghĩa là tịch tĩnh, thanh tịnh, tịnh khiết đều được, còn gọi là phạm khiết, nay chỉ gọi là phạm, đó là gọi tắt mà thôi. Thi khí có nghĩa là chóp hỏa tai, tức là sơ thiền chủ, vì hỏa tai chóp nhọn, quang minh là nhị thiền chủ, thiểu quang, vô lượng quang, cực quang tịnh, thiên chủ, đều chỉ tam thiền chủ. Song kinh Đại Bát Nhã quyển 570 nói rằng, vì kham nhẫn giới chủ là trì kết phạm vương, thi khí là cái búi tóc trên đỉnh đầu. Thế thì trì kết phạm vương là kham nhẫn giới chủ, đó là tên khác của phạm vương. Quang minh là thiền chủ khác. Kinh văn có 8 long vương tới cùng quyến thuộc. Tán rằng dưới nói rõ hạng phi thiên chúng có 5. Đầu tiên là long chúng. Thứ nhất tên gọi là hỷ. Thứ hai tên gọi là hiền hỷ. Hai anh em này đều khéo chiều lộng người. Gió chẳng ảo ảo, mưa chẳng vỡ đất, vị trước khiến được người ưa, vị sau tính hiền được ưa. Nên đặt tên như vậy, Sa Già La là rồng ở biển nước mặn, Hòa Tu Cát ở phương đây gọi là cửu đầu, chín đầu, bò quanh núi rượu cao, ăn loài rồng nhỏ, Đức Xoa Ca ở phương đây dịch là đa thiệt vì có nhiều lưỡi, hoặc do thích nói nên gọi tên là đa thiệt. Ana Bà Đạt Đa ở phương Tây gọi là vô nhiệt não, là rồng ở ao vô nhiệt não vì lìa được ba thứ nhiệt não, một là chẳng bị giang bởi lửa cát, hai là không bị gió thổi tốc áo lộ hình, ba là không bị chim rượu xí ăn thịt. Không bị hỏa não do ba thứ đó gây ra nên gọi là vô nhiệt não. Kinh Hoa Nghiêm nói, Đại Địa Bồ Tát là rồng ở ao này nổi mây đại bi che dập cho hết thảy chúng sinh, liệt cửa khổ pháp mà được tự tại ở trong vầy, tuôn ra các thứ nước ngày đêm chẳng kiệt để cứu giúp cho các loài hữu tình ở Thiệm Bộ Châu. Ma Na Tư ở phương Tây dịch là từ tâm. Kinh Hoa Nghiêm nói, lúc sắp đổ mưa trước tiên là mây 7 ngày, chờ cho công việc của chúng sinh xong xuôi rồi mới mưa, vì vậy nên gọi là từ tâm. Yêu Bát La ở phương Tây gọi là hồng liên hoa, hoa sen hồng, lấy tên ao nơi rồng ở mà đặt tên. Kinh văn có 4 vị khẩn na la tới cùng với quyến thuộc. Tán rằng tiếng Phạn gọi là khẩn nại lạc, ở phương Tây gọi là ca thần, thần ca hát, gọi là khẩn na la là phiên âm sai. Vị đầu ca tứ đế, vị thứ hai ca duyên khởi, vị thứ ba ca lục độ, vị cuối cùng ca nhất thừa. Hoặc 3 vị đầu ca giáo hạnh tam thừa, 1 vị sau ca lý quả nhất thừa, nên gọi tên là chỉ pháp. Hoặc theo thứ tự mà ca giáo lý hạnh quả nhất thừa, vì tùy theo pháp Phật thuyết trong một hội mà ca cho thích hợp, ví như âm nhạc thế gian ca ngợi công đức của vua vậy. Kinh văn có 4 vị càn thát bà vương tới cùng với quyến thuộc, tán rằng âm đọc của chữ nhạc là phiên thiết của 2 chữ ngũ hiếu,
Kiến phạ mạt nô thị nhã tát phọc la, ở phương Tây gọi là khả ý âm, âm vừa ý, còn gọi là như ý âm nhạc khiến người ta ưa thích. Trong chính Pháp Hoa nói rằng, một gọi tên là nhu nhuyễn thiên tử, hai gọi là hòa âm thiên tử. Tiếng phạ kiến thát phọc ở phương Tây gọi là tầm hương hành, tức là tác nhạc thần. Phiền là càn thát bà là sai. Tây vực do đó gọi là tán nhạc kiến thát phọc, chuyên tìm mùi hương nổi nhạc để xin. Trong nhạc có hai loại, một loại chẳng phải đàn sáo, ti trúc, đó là loại trống khánh. Hai loại đàn sáo như ống tiêu, đàn tranh, chẳng phải đàn sáo loại thấp thì gọi là nhạc, loại cao thì gọi là nhạc âm. Đàn sáo loại thấp thì gọi là mỹ, loại cao thì gọi là mỹ âm. Hoặc đây giống như bài hát của ca thần nói ở phía trên, theo thứ tự mà giống với các thứ đó. Kinh văn có bốn Atula vương tới cùng với quyến thuộc, tán rằng tiếng phạm gọi là A Tố Lạc, ở đây gọi là phi thiên, sách lạc là tên gọi khác của thiên. A có nghĩa là phi, chẳng phải, vì hay xiểm định dối trá chẳng đúng với thiên hạnh, nên gọi là phi thiên, như người mà bất nhân thì gọi là phi nhân. Du già Phật địa luận nói đó là loại nằm trong thiên thú, nẻo trời. Tạp tâm gọi là quỷ thú, nẻo quỷ. Kinh Chính Pháp Niệm bảo đó thuộc loại ngạ quỷ súc sinh. Kinh Già Đà bảo đó thuộc ba nẻo ngạ quỷ súc sinh và thiên trời. Có người bảo La Hầu Atula là con của sư tử thuộc loài súc sinh. Nay y theo Đại Thừa Du Già là chính, trong đây có 5 loại. Một loại cực yếu thì ở tại nhân gian trong biển núi, tức như ngày nay trong núi ở Tây Phương, có các hang động sâu lớn phần nhiều là cung của loài phi thiên. Còn 4 loại sau đây thì đã được nói tới trong kinh Thập Địa. 2. Dưới biển lớn, phía bắc núi Diệu Cao 21.000 do tuần có cung La Hầu. 3. Dưới nữa cách 21.000 do tuần có cung Dũng Kiện. 4. Dưới nữa cách 21.000 do tuần có cung Hoa Man. 5. Dưới nữa có 21.000 do tuần có cung Tỷ Ma Chất Đa La. Căn cứ vào đây thì cung Tỷ Ma Chất Đa La ở dưới thấp so với núi Tu Di là 84.000 do tuần. Thuyết này trái ngược với kinh Khởi Thế. Kinh này nói rằng cách núi Tu Di 1.000 do tuần theo hướng từ đông sang tây có cung Tỷ Ma Chất Đa La ngang dọc mỗi chiều 80.000 do tuần có 7 lớp thành. Là những tụ lạc riêng biệt, nói thế cũng không sai. La Hầu ở phương Tây gọi là chấp nhật, lúc các loài phi thiên đánh nhau với trời. Thoạt tiên trời sai tứ thiên vương ra đánh nhau với chúng, nhật nguyệt thiên tử phóng ánh sáng mạnh, bắn vào mắt các loài phi thiên. Loài La Hầu này làm tiên phong của các loài phi thiên, đã dùng tay vo bắt lấy mặt trời chặn bịt ánh sáng của mặt trời, cho nên gọi tên là chấp nhật. Này là loại thứ tư, cần phải biết rằng loại bà trĩ được kể đầu tiên thuyết cũ dịch nghĩa gọi là bị phọc, bị bắt trói, là tiền quân của các loại phi thiên và bị trời bắt trói. Đúng ra phải gọi là bà trĩ ca, ở phương Tây dịch nghĩa gọi là đoàn viên, cứ theo như trong chính Pháp Hoa thì đó là loài giỏi nhất. Loài đó tương đương với loài dũng kiện, đứng sau loài chấp nhật. Sau có đánh nhau với trời, lúc ấy có lực dũng kiện. Nếu là bạt đà thì mới có nghĩa là phọc, ở đây chẳng phải là bị phọc. Các chữ khư kiện trong từ khư la kiện đà đều đọc khứ thanh, chữ đà đọc bình thanh. Thuyết cổ nói rằng loài này tay to vai rộng, hình mạo càng lớn, đó là loại hoa man, đứng sau loại dũng kiện. Tiếng phạm, phệ ma chất đát lị, ở đây dịch nghĩa gọi là ỷ họa. Ý nghĩa từ này đã chỉ rõ loài này xăm vẽ mình, còn gọi là bảo cầm, gấm báu, dụng ý nêu bật cách phục sức của chúng. Gọi là tỷ ma chất đa la, đó là phiên sai. Loại này lớn nhất là bố vợ của thiên đế Thích, là bố của Xá Chi. Nói về nhân duyên của loại này thì như trong Tuần Tông Luân Sớ, kinh văn có 4 ca lâu la vương tới cùng với quyến thuộc, tán rằng tiếng phạn gọi là yết lộ đồ, ở phương Tây gọi là diệu xí điều, chim cánh đẹp, vì lông chẳng những toàn vàng ròng mà màu sắc còn rất đẹp. Bản cũ gọi là ca lâu la, dịch nghĩa là kim xí điều, chim cánh vàng đều là sai lầm.
Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, Phật bảo các tỳ kheo rằng có loài chim diệu xí sinh theo bốn cách đó là nỗn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Có loài rồng cũng sinh theo bốn cách, nỗn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Nếu chim nỗn sinh muốn ăn thịt rồng thì phải lên cây thiết xoa tự lao xuống biển. Lúc đó chim dùng cánh rẽ nước ra làm đôi bắt rồng nỗn sinh ra mà ăn. Nếu định bắt rồng thai sinh thì chim sẽ mất mạng ngay tức khắc. Cứ như vậy, chim thai sinh chỉ ăn thịt được hai loại rồng thai sinh và nỗn sinh. Chim thấp sinh ăn thịt rồng sinh theo ba cách đầu. Còn đối với rồng hóa sinh, nếu định ăn, chim sẽ bị mất mạng ngay tức khắc. Chim hóa sinh có thể ăn thịt rồng sinh theo cả bốn cách. Nếu là thân rồng mà lại thờ Phật thì chim diệu xí ấy chẳng thể ăn thịt nổi. Sở dĩ như vậy là vì sao? Vì Đức Như Lai thường xuyên tu hành từ bi hỷ xả tứ đẳng tâm. Tứ đẳng tâm này có gân sức lớn, có đại dũng mãnh, chẳng thể hủy hoại, nên chim diệu xí chẳng ăn nổi. Cho nên các tỳ kheo nên tu hành tứ đẳng tâm. Này ở đây, cứ theo thứ tự thì là tứ sinh điều, tức tứ sinh diệu xí điều. Chim diệu xí sinh theo bốn cách, chim này còn gọi là đại uy đức. Vì các rồng đều phải sợ oai, lại to lớn, hai cánh cách nhau 336 vạn dặm, bụng to căng luôn luôn ăn no, dưới hàm có như ý ngọc châu. Kinh văn, còn bà Vi Đề Hy tới cùng với quyến thuộc, tán rằng, người này thuộc đám vua chúa, vì Phật thuyết pháp ở đô thành của vua này, nên nêu riêng ra, Vi Đề Hy là tiếng Phạn, gọi là Phệ Đề Tứ Phất Đát La, ở phương Tây gọi là Tư Duy Tử. Này giải thích rằng phệ có nghĩa là thắng, đề tứ có nghĩa là thân, là tên gọi của Đông Tỳ Đề Ha. Danh từ Tỳ Đề Ha đó là gọi theo giống đực, còn phệ đề tứ là gọi theo giống cái. Đây là tên núi, cũng là tên thần trong núi đó. Vì cầu tự được từ núi đó nên lấy đó mà đặt tên gọi là Vi Đề Hy, là gọi sai. A xả thế tiếng Phạn, A xả đa thiết đốt lộ, ở đây gọi là vị sinh oán, vì chưa sinh ra đã kết oán rồi, gọi là A xả thế là gọi sai. Còn có tên là chiết trì gãy ngón tay, do tạo nghịch nghiệp nên tuy đã nghe kinh tiểu thừa và sám hối rồi nhưng vẫn bị đọa xuống địa ngục phách cúc. Địa ngục có hình phạt kẹp tay, sau được quả độc giác. Kinh Niết Bàn nói, xà vương, chỉ vua A xả thế nếu chẳng gặp kỳ bà thì đến mùng 7 tháng sau sẽ bị đọa xuống địa ngục. Được nghe kinh đại thừa và sám hối rồi thì chẳng bị đọa địa ngục nữa. Còn có kinh nói rằng sau khi sám hối thì chứng được nhu thuận nhẫn. Vì nêu tên mẹ lên để làm tên gọi nên gọi là con Vi Đề Hy, là vua A xả thế. Thêm nữa kinh Niết Bàn trình bày đầy đủ sự của vị này. Kinh văn, ai nấy đều lễ Phật rồi lui về ngồi ở một phía. Tán rằng kẻ ra điều thứ hai trong các chúng nói rõ lễ nghi, tôn kính tình sâu, ai nấy đều lễ chân Phật rồi và lui về ngồi ở một phía mới thụ chính pháp. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới tôn trọng tán thán, tán rằng trong chúng thành tựu văn chia làm hai, trên kia đã liệt kê ra các chúng, bây giờ nói rõ uy nghi nơi Phật. Luận giải thích trong chúng thành tựu có bốn điều, trên kia đã giải thích ba điều, còn đây là điều thứ tư. Tứ chúng xưa nói đó là quỷ phạm, sa môn, bà la môn. Ở đây nói đó là những hạng nổi trội trong sắc giới thiên, dục giới thiên và hạng thượng thủ trong loài người. Cho nên Khải Sư, Đại Sư Trí Khải nói bốn chúng gồm: một, ảnh hưởng chúng là hạng ngồi im lặng trong hội; hai, phát giáo chúng đó là như Thu Tử và Di Lặc ba lần thỉnh Phật thuyết pháp; ba, đương cơ chúng thụ giáo ngộ giải; bốn, kết duyên chúng là hạng lúc đó chưa ngộ giải mới kết được nhân duyên sau này. Còn có bốn chúng gồm Thanh Văn, Bồ Tát, Khách Chúng và Cựu Chúng. Theo chú thích của người xưa thì có nhiều nghĩa, song đây là sớ văn của đời sau. Còn có bốn chúng gồm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di. Quây quanh thì gọi là vây, diễu quanh chỗ ngồi thì gọi là nhiễu. Dâng bằng của cải, bằng hành động thì gọi là cúng, sụng ngưỡng thì gọi là kính, kính lắm thì gọi là tôn, tôn sâu thì gọi là trọng, ca ngợi là hay, là đúng lý thì gọi là tán, đụng đến sự việc mới hiểu rõ đức thì gọi là thán. Luận giải có bốn điều,
Một là chúng vây quanh, hai là trước sau, ba là cung kính cúng dường, bốn là tôn trọng tán thán. Trong lần lập lại kinh văn cũng giống như trong kinh này, đều thiếu nghĩa trước sau. Nay cứ theo đúng lý thì phải nói rằng, bây giờ Đức Thế Tôn được các tứ chúng vây quanh trước sau, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Như vậy thì lời văn mới đầy đủ. Trước sau có nghĩa là ai nấy đều thấy Phật trước mặt mình, vì mình mà thuyết pháp, tức là lấy hướng mặt ngoảnh vào là trước, chỗ chẳng hướng vào là sau. Khi nhìn thì mỗi người đều có thấy phía trước phía sau, chứ chẳng lấy phương hướng xứ sở làm trước sau. Kinh văn, vì các Bồ Tát tới pháp Phật sở hội niệm, tán giảng, đây tức là thành tựu thứ ba, tức Như Lai định thuyết pháp thì đến thời thành tựu, tóm lược có ba nghĩa. Một, y vào người, trước tiên thuyết kinh đại thừa gọi là vô lượng nghĩa cho các Bồ Tát, sau đó mới thuyết nhất thừa cho thanh văn. Hai, y vào lợi, trước tiên dùng giáo lý lợi tha của nhất thừa để giáo hóa cho Bồ Tát căn cơ đã chín muồi, sau đó mới đem hạnh quả tự lợi của nhất thừa giáo hóa cho hạng thanh văn, sơ căn hồi tâm. Ba, y vào pháp, trước tiên nói về pháp thể, sau đó mới nói về công năng, cho nên trước khi thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết vô lượng nghĩa trước, đó gọi là tới lúc. Kinh Đại Thừa đây là câu chung, ngoài ra là câu riêng. Thập nhị môn luận nói, danh từ Đại Thừa gồm 6 nghĩa như sau. 1. Hơn hẳn nhị thừa. 2. Thừa này là lớn nhất của Phật có thể tới đích. 3. Thừa này là của Phật dùng. 4. Thừa này có thể diệt được khổ lớn, cho lợi lạc lớn. 5. Thừa này là của các bậc đại sĩ như Ngài Quán Âm vân vân dùng. 6. Thừa này có thể thấu hết ngọn nguồn các pháp. Nhiếp Đại Thừa luận nói rằng, vừa là thừa xe lại vừa lớn, nên gọi là đại thừa, đó tức là vạn hạnh. Hoặc đại thừa xe có thuộc tính là to lớn nên gọi là đại thừa, tức đúng như cái nghĩa vận tải của loại xe này. Kim Cương Bát Nhã luận của Ngài Vô Trước nói rằng, bảy loại lớn danh tùy hơi khác, song nghĩa giống như đối pháp thứ 11. Đối pháp nói rằng, tức là tính chất của thừa này, vì cùng tương ứng với tính chất của bảy loại lớn cho nên gọi là đại thừa. Một, tính lớn của cảnh, vì đạo Bồ Tát duyên vào trong ngàn giáo, lấy đó làm sở duyên, cho nên đó gọi là pháp lớn. Hai, tính lớn của hạnh, vì đủ hai lợi, nên đó gọi là tâm lớn. Ba, tính lớn của trí, vì hiểu rõ hai vô ngã, nên đó gọi là tín giải lớn. Bốn, tính lớn của tinh tiến, vì trải qua ba tăng xí đa, tu tập trăm ngàn hạnh khó tu hành, nên đó gọi là tịnh tâm lớn. 5. Tính lớn của phương tiện thiện xảo, vì có đủ cả trí bi, chẳng trụ ở sinh tử và niết bàn, nên đó gọi là tư lương lớn. 6. Tính lớn của sự chứng đắc, vì thành tựu được các công đức như 10 lực, 4 vô úy, v.v., nên đó gọi là quả báo lớn. 7. Tính lớn của nghiệp, vì tận cùng cõi sinh tử, kiến lập Phật sự, cho nên gọi là đại thừa, đó gọi là thời lớn. Thể của thừa này căn bản tức là lý chân như, vì là vô tướng. Điều này giống như trong Kinh Thắng Man. Kinh Thắng Man nói rằng, nhất thừa tức là đại thừa tức là Phật tính tức là cõi niết bàn, cuối cùng thông với vạn hạnh, vì vừa là thừa lại vừa lớn, thể có bảy tính lớn thông với pháp hữu vi. Đến trong nhất thừa sẽ nói rõ ràng kỹ càng hơn, đây là câu tổng quát. Ba câu gọi là vô lượng nghĩa, vân vân, là tên khác của Kinh Đại Thừa được thuyết. Trong chính Pháp Hoa chỉ có 2 câu. 17. Tên gọi của Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Luận lập lại kinh văn có 17 danh, chính hợp với lời văn của luận nên nói rằng, vì các Bồ Tát mà thuyết Kinh Đại Thừa, tên là 1. Vô lượng nghĩa, 2. Tối thắng kinh điển, 3. Đại Thừa Phương Quả, 4. Giáo Bồ Tát, 5. Pháp Phật Sở Hộ Niệm, 6. Chư Phật Bí Pháp, 7. Chư Phật Đức Tạ, 8. Chư Phật Mật Xứ, 9. Năng sinh chư Phật, 10. Chư Phật danh đạo tràng, 11. Chư Phật pháp luân, 12. Kiên cố xá lợi, 13. Thiện phương tiện, 14. Tuyên thuyết giảo nhất thừa, 15. Đệ nhất nghĩa xứ, 16. Diệu pháp liên hoa, 17. Tối thượng pháp môn. Luận rằng, 1. Vô lượng nghĩa là thành tựu tự nghĩa vì dùng pháp môn này mà thuyết pháp của cảnh giới rất thâm diệu ấy. Vì cảnh giới thâm diệu tức là cảnh giới tối thắng của Phật, vì giáo pháp năng thuyên thuyết nghĩa ấy, nên giáo cũng vô lượng, do vậy tự giáo cùng nghĩa sở thuyên đều gọi là vô lượng. Kinh Vô Lượng Nghĩa nói, vì các chúng sinh tính dục vô lượng, nên pháp được thuyết giảng cũng vô lượng.
Vì pháp vô lượng nên nghĩa cũng vô lượng. Nghĩa vô lượng ấy từ một pháp sinh. Một pháp ấy tức là vô tướng. Vô tướng như vậy là vô tướng bất tướng. Vô tướng bất tướng gọi là thực tướng. Bồ Tát Maha Tát an trụ ở trên thực tướng như vậy rồi thì đức từ bi phát ra rõ ràng chắc chắn, chẳng hề sai ngoa, thực sự có thể ở chỗ chúng sinh mà cứu khổ. Đã cứu cho họ khỏi khổ rồi, lại thuyết pháp cho họ, khiến cho các chúng sinh được hưởng thụ sự khoái lạc. Này thiện nam tử, Bồ Tát nếu tu được một pháp môn vô lượng nghĩa như vậy, ắt được chóng thành vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ví như một hạt giống có thể sinh ra trăm ngàn vạn hạt, trong trăm ngàn vạn hạt ấy, mỗi hạt lại sinh ra trăm ngàn vạn số, cứ xoay vần như vậy cho đến vô lượng. Kinh điển này cũng giống như vậy. Từ ở một pháp sinh trong ngàn nghĩa, trong trăm ngàn nghĩa, mỗi nghĩa lại sinh trăm ngàn số, cứ xoay vần như vậy cho đến vô lượng vô biên nghĩa. Cho nên kinh này gọi là vô lượng nghĩa. Luận chẳng những lấy giáo lý được sản sinh ra gọi là vô lượng, mà còn lấy chân trí cảnh làm thể của vô lượng, vì thể đó có thể thành tựu được cái thành tựu tự nghĩa kia. Hai, gọi là kinh điển tối thắng vì là diệu tạng tối thắng trong tam tạng. Ba, gọi là kinh phương quảng đại thừa vì kinh này đầy đủ trụ trì thành tựu gồm vô lượng pháp môn đại thừa tùy theo căn cơ đại thừa của chúng sinh. Bốn, gọi là kinh dạy Bồ Tát vì kinh này nhằm hóa độ Bồ Tát căn cơ đã chín tùy theo pháp khí của họ mà có thể thành tựu được, chứ chẳng hóa độ cho các hạng nhị thừa. Năm, gọi là pháp được Phật hộ niệm vì là y vào Phật mới có kinh này, y vào chỗ khác thì không có kinh này. 6. Gọi là bí pháp của chư Phật là vì pháp này rất sâu, chỉ có Phật mới biết. Chữ bí ở đây cũng có nghĩa là tạng. 7. Gọi là đức tạng của chư Phật vì tạng thiền định công đức chư Phật ở tại kinh này. 8. Gọi là mật xứ của chư Phật bởi vì nếu căn chưa chín muồi chẳng phải là pháp khí thì chẳng truyền thụ cho. 9. Gọi là kinh có thể sinh ra chư Phật, đó là vì nghe pháp môn này có thể thành báo hóa thân Bồ Đề. 10. Gọi là đạo tràng văn tự của chư Phật là vì chẳng phải các kinh khác mà chỉ có pháp môn này mới có thể thành được vô thượng Bồ Đề, có thể tỏ rõ pháp thân chính của chư Phật. 11. Gọi là pháp thân của chư Phật vì phá được các ám. 12. Gọi là xá lợi kiên cố là vì công đức pháp thân của tam Phật Như Lai, quá khứ hiện tại vị Lai, kinh này đều có đủ mà chẳng hoại. 13. Gọi là thiện phương tiện là vì y theo pháp môn này được thành Phật rồi, lại vì chúng sinh mà thuyết pháp năm thừa, thiên nhân, vân vân, là phương tiện thiện xảo của trí tuệ để thành Phật. 14. Gọi là kinh tuyên thuyết xảo nhất thừa là vì kinh này chỉ rõ vô thượng Bồ Đề của Như Lai là thể cứu cánh, chứ nhị thừa chẳng phải là cứu cánh. 15. Gọi là đệ nhất nghĩa xứ vì pháp môn này tức là trụ xứ cứu cánh của pháp thân Như Lai. 16. Gọi kinh này là diệu pháp liên hoa, luận có hai điều giải thích, một là ý nghĩa xuất thủy, lấy nghĩa sở thuyên mà gọi là hoa, hai là ý nghĩa hoa khai, lấy giáo năng thuyên mà gọi là hoa, tức là chứng trí rất sâu, a hàm rất sâu vậy. Xuất thủy có hai nghĩa, một xuất thủy nghĩa là bất khả tận vì xuất ly nước bùn đục tiểu thừa, đây nói về thể của hoa, Bồ Tát đốn ngộ tính lìa nước bùn, pháp thể tính thường nên bất khả tận, đây nói về nhất thừa lý tính vượt ra khỏi nhị thừa nên gọi là xuất thủy. 2. Còn có nghĩa là hoa sen vượt ra khỏi nước bùn, ví với các thanh văn và ngồi trong chỗ đại chúng Như Lai, ví như các Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen, nghe thuyết về vô thượng trí tuệ, thanh tịnh cảnh giới, chứng Như Lai mật tạng. Ý này nói rằng Bồ Tát ngồi trên hoa sen nghe thuyết vô thượng trí tuệ cảnh giới, có thể chứng được Như Lai thẩm thâm mật tạng, thanh văn hồi tâm rồi được ngồi vào trong đại chúng, cũng như Bồ Tát ngồi ở hoa sen, nghe thuyết tuệ cảnh cũng chứng mật tạng. Trước giải Bồ Tát đốn ngộ thể xuất, đây giải tiệm ngộ rồi thì dụng xuất, chủ yếu là dùng giáo lý để hóa độ các Bồ Tát, kèm theo giáo hóa cho cả nhị thừa. Cho nên ở đây nói đến cái nghĩa hoa khai, chúng sinh ở trong đại thừa nảy ra tư tưởng nơm nớp lo sợ, vì tâm khiếp nhược nên chẳng thể sinh tín, khai thị pháp thân tịnh diệu của Như Lai để khiến họ sinh tịnh tín. 17. Gọi là pháp môn tối thượng vì nhiếp thành tựu. Nhiếp thành tựu có nghĩa là nhiếp thủ vô lượng danh cú tự thân, Tần Bà La, A Sấm Bà Kệ, vân vân, đây là căn bản, nhiếp thủ hết thảy danh cú tự nghĩa khác, cho nên gọi là tối thượng. Đây chính là sở thuyên, là cửa của pháp tối thượng năng thuyên sở thuyên khác. Năng thuyên cũng là cửa của pháp năng thuyên sở thuyên khác,
vì nhiếp thu hết thảy danh cú tự vân vân. Tần Bà La là số thứ 18 trong 52 số tiểu thừa. A Sấm Bà là số thứ 20. Đây là số kệ tụng của kinh giáo đại thừa khác. Đây đều là năng nhiếp nên gọi là pháp môn, tức là vô số kệ. Luận nói rằng trong 17 câu, đây là câu nêu ý tổng quát, còn các câu khác là các câu nêu các ý tách biệt. Kinh này chỉ có 3, 1 vô lượng nghĩa thể dụng thắng, 2 giáo Bồ Tát pháp hóa căn thục, 3 được Phật hộ niệm y vào Phật mà có, 3 nghĩa nổi trội nên đặc biệt phải nói đến. Hỏi: tên thứ 16 của kinh vô lượng nghĩa gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Nên nói kinh vô lượng nghĩa rốt ráo nhập vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, từ Tam Muội đó khởi lên mới thuyết kinh này cũng gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy hai tên gọi đó khác nhau ở chỗ nào? Đáp: có 5 cách giải thích. Một, gọi là Liên Hoa vì được đặt tên theo cả hai thời kỳ. Như hoa sen kia lúc chưa ra khỏi mặt nước vì bản tính của nó là có thể ra khỏi mặt nước nên vẫn gọi là hoa sen. Kinh kia cũng thế, thuyết về tính của trí tuệ là có thể ra khỏi được nước. Bây giờ tính có thể khai phô vẫn chưa được dùng để hóa độ cho nhị thừa hướng tới nhất thừa. Nay kinh này chính là để hóa độ họ ngộ nhập địa vị đại thừa, vượt ra khỏi nhị thừa. Nên như hoa sen khi đã ra khỏi nước rồi cũng vẫn gọi là liên hoa. Kinh kia chính danh là vô lượng nghĩa, bàng danh là diệu pháp liên hoa, vì chủ yếu nhằm vào Bồ Tát. Thứ nữa mới là khiến thanh văn nghe rồi tín giải chẳng ngu về pháp, sau đó mới hóa nhập. Kinh này chính danh là diệu pháp liên hoa, cũng được bàng danh là vô lượng nghĩa, vì mục đích chính là hóa độ thanh văn ngộ nhập nhất thừa. Thời vị tuy có khác nhưng thể tính không hai, cho nên khi sắp thuyết kinh này thì trước tiên nhập vô lượng nghĩa xứ Tam Muội. 2. Kinh vô lượng nghĩa gọi là pháp hoa, cùng với kinh này danh thể không hai, vì thời đó chỉ giáo hóa Bồ Tát chưa có nhị thừa hướng tới nhất thừa, nên thuyết giáo lý dựa vào diệu lý chân như, chính danh gọi là vô lượng nghĩa, bảng danh gọi là diệu pháp liên hoa. Vì lúc này giáo hóa cho hạng nhị thừa kia hướng tới nhất thừa, nên thuyết năng y hạnh quả, chính danh gọi là diệu pháp liên hoa, vì như hoa sen ra khỏi mặt nước nhưng vẫn được bảng danh là vô lượng nghĩa. 3. Kinh kia căn cứ vào thể của trí tuệ mà gọi là pháp hoa, kinh này căn cứ vào công năng của trí tuệ mà gọi là pháp hoa. Vì hội hợp hai thứ mà quy về một vậy. 4. Thêm nữa, kinh kia lấy giáo lý gọi là liên hoa vì Bồ Tát đã tu nhân của nhất thừa, hướng tới quả nhất thừa nên chẳng vì họ mà thuyết hạnh quả nhất thừa gọi là pháp hoa. Bởi vì họ chẳng biết giáo lý cho thuốc theo bệnh nên chỉ thuyết giáo lý gọi là pháp hoa. Nay trong hội này nhị thừa chưa thể cho thuốc theo bệnh nên chẳng vì họ mà thuyết giáo lý liên hoa, chỉ thuyết cho họ hai thứ hạnh quả gọi là liên hoa khiến họ hướng tới mà ngộ nhập. Cho nên kinh phần dưới nói rằng cưỡi xe báu này thẳng tới đạo tràng, đó là hoa nhân hạnh vậy. Chỉ dùng Phật tri kiến mà khai thị giác ngộ cho chúng sinh vân vân, đó là quả liên hoa. Thêm nữa trong khai thị ngộ nhập, luận tự giải rằng khai có nghĩa vô thượng, thị tức là đồng nghĩa, ngộ có nghĩa là chẳng biết, nhập là khiến chứng nhập bất thoái địa. Ba thứ đầu là quả, một thứ sau là nhân. Kinh Thắng Man cũng thế, vì chỉ thuyết nhân quả nhất thừa gọi là nhất thừa. 5. Kinh kia lấy hai loại giáo lý gọi tên là liên hoa. Kinh này đối với giáo lý hạnh quả của nhị thừa đó đều gọi là liên hoa vì nghĩa trọn vẹn. Như trên đã nói, ba nghĩa đầu giải thích, kinh kia kinh này về thể đều giống nhau. Hai nghĩa sau giải thích, kinh này rộng và kinh kia hẹp. Do nghĩa này nên kinh vô lượng nghĩa kia chỉ căn cứ vào hai nghĩa mà gọi là vô lượng, một là pháp, hai là nghĩa. Luận rằng vì thành tựu tự nghĩa nên gọi là kinh vô lượng nghĩa, tự là giáo pháp, nghĩa là những điều giải thích. Kinh vô lượng nghĩa kia nói rằng vì chúng sinh tính dục vô lượng nên pháp cũng vô lượng, vì pháp vô lượng nên nghĩa cũng vô lượng. Vô lượng nghĩa ấy từ một pháp sinh, một pháp ấy tức là vô tướng. Song này kinh này tuy lúc đầu tán dương giáo lý nhưng phần kinh sau, kinh văn sau phần nhiều gọi là hạnh quả là liên hoa, vì thực thể các chỗ kinh văn trên dưới cũng chung cho cả giáo lý hạnh quả. Cách giải thích sau là hay, pháp hoa đã vậy nhất thừa cũng thế, cứ theo như đây chắc chắn sẽ đều hiểu hết. Kinh văn, Phật thuyết kinh này xong tới thân tâm chẳng động. Tán rằng đây là thành tựu thứ tư, là thành tựu dựa vào uy nghi tùy thuận để thuyết pháp mà an trụ. Trụ có nghĩa là y trì an xử.
Ở đây nói rõ là y chỉ an xử ở uy nghi cần dựa vào để thuyết pháp, tùy thuận quy tắc thuyết pháp. Điều này đúng ra phải nói là thành tựu chủ ở uy nghi, tùy thuận cần dựa vào để thuyết pháp. Thuyết kinh vô lượng nghĩa xong thì ngồi kiết già, biểu hiện trí xứ thâm lý mới có thể thuyết pháp. Như thuyết bát nhã, trước hết phải trụ ở niệm đối diện, sau đó khởi lên rồi mới thuyết kinh. Ngồi có hai tướng, tức hai kiểu. Một, ngồi kiểu hàng phục, lấy chân trái đè lên chân phải. Hai, ngồi kiểu cát tường, lấy chân phải đè lên chân trái. Này sắp thuyết pháp thì ngồi theo tướng cát tường. Già có nghĩa là chồng, tức chân chồng chéo nhau. Có chỗ viết là già. Chẳng biết chữ này từ đâu mà ra. Ở đây nói rõ y chỉ an xử ở quỹ nghi như thế nào mà thuyết pháp. Nay y theo ba loại nghi quỹ. Một, y vào tam muội thành tựu, đó là nhập vào tam muội, thân tâm chẳng động. Hai, y vào khí thế gian, đó là trời mưa bốn loại hoa, bất động theo sáu cách. Ba, y vào chúng sinh thế gian, đó là bốn chúng tám bộ hoan hỷ, vân vân. Nhập định chứng chân, khởi báo muôn vật, chúng sinh hoan hỷ, nên chia làm ba loại. Chẳng phải chỉ an tọa mà đã gọi là uy nghi. Tam muội tiếng Phạn là tam ma địa, ở phương Tây gọi là đẳng trì, nghĩa là bình đẳng trì tâm mà đạt tới cảnh, đó tức là định vậy. Gọi là tam muội đó là phiên sai, phép định do quán lý vô tướng, đó gọi là vô lượng nghĩa xứ tam muội. Xứ chỉ xứ sở, vô lượng nghĩa, các nghĩa được giải thích trong giáo lý vô lượng nghĩa, nhân chân lý mà sinh ra nên thuyết chân lý, đó gọi là xứ. Luận giải thích điều thứ nhất, y vào tam muội thành tựu có hai nghĩa. Một, thành tựu lực tự tại vì thân, tâm chẳng động, có nghĩa là nếu chẳng nhập tam muội có sự phân biệt dao động, thế thì chẳng thể chứng thuyết tự tại. Nay nhập tam muội thân tâm chẳng động, để sự phân biệt dao động, do đó mà có được năng lực chứng thuyết tự tại, nên gọi là thành tựu lực tự tại thân tâm chẳng động. Hai, lìa mọi chướng vì theo lực tự tại, có nghĩa là được nhập tam muội để các định chướng tùy thuận ở pháp chứng thuyết tự tại. Vì nếu có định chướng thì sẽ chẳng tự tại trong việc chứng và thuyết. Sau đó luận giải thích riêng lực tự tại trên có hai. Một là tùy thuận chúng sinh chẳng thấy pháp đối trị, nhiếp thủ, giác sát, bồ đề phần. Đây là giải thích lực tự tại ban đầu. Ý nói các chúng sinh chẳng thể tự nhiên thấy đạo đối trị vô lậu mà phải tư duy, giác sát mới thấy được. Nay Phật cũng thế, tùy thuận chúng sinh chẳng thể tự nhiên thấy được đạo đối trị, cho nên Phật nay cũng nhập định tư duy nhiếp thủ để giác sát bồ đề phần của đạo đối trị vô lậu. Hai là để đối trị phiền não kiên chấp từ đời vô thủy tới nay. Đây là giải thích lực tự tại tùy thuận. Phiền não kiên chấp chỉ sự phân biệt dao động. Vì phân biệt dao động nên tâm thị phi khởi lên. Vì tâm thị phi khởi lên nên sinh ra ái huệ hoặc phiền não do sự yêu ghét gây ra. Ái huệ hoặc nảy sinh thì các nghiệp khởi lên, vì các nghiệp khởi lên nên bị nhiều nỗi khổ xoay vần. Nay để đối trị cái tâm pháp chấp phân biệt dao động này nên nhập tam muội, lìa kiên chấp hoặc. Luận còn giải thích rằng do nhập định nên có thể động được thế giới và biết được mọi sự trong vô lượng vô biên kiếp thời quá khứ. Chẳng nhập định thì thần biến chẳng khởi, chẳng biết hình tướng đã thể hiện trong đời quá khứ. Hỏi: Phật không lúc nào không định tâm hành trụ thường ở trong định, chẳng khởi diệt định mà hiện uy nghi, nay cần gì mà phải nhập? Đáp: có 10 nghĩa, tức là 10 lý do. Một, nhập định hay xuất định đều tùy duyên, động hay tĩnh, đều là để làm lợi ích cho ngoại vật, chỉ chúng sinh. Hai, nếu chẳng nhập định thì không có cách nào để mà phóng quang thị hiện các điểm lành. Nếu chẳng nhập định thì e rằng sẽ chẳng phải là điểm lành của Phật. 3. Để tỏ rõ sự xem xét căn cơ khi định thuyết pháp. 4. Để tỏ ra pháp này đặc biệt diệu màu nên nhập định quán sát khiến người nghe pháp tôn trọng. 5. Để tỏ rõ tuệ ắt phải do chứng lý nhập định mới có thể khởi lên được, nên làm mẫu mực cho kẻ hậu học khiến họ tu định tuệ. 6. Thị hiện định tuệ viên mãn vì thuyết pháp thể hiện tuệ mãn, nhập định thể hiện định mãn. 7. Để làm mẫu mực cho đời mà thế, khi thuyết pháp trước hết phải tự tĩnh tâm. 8. Thị hiện tướng thông minh giỏi tư duy, cũng là để khiến người khác phải xét kỹ sự thật. 9. Nhập định thị hiện điểm lành để phát khởi 3 lần vấn đáp, nếu chẳng như thế thì không có sự thưa hỏi của Ngài Di Lặc, vân vân. 10. Để thể hiện rõ tam mật, nhập định là ý mật, phóng quang là thân mật.
thuyết pháp là ngữ mật. Nên có bài tụng rằng: Tùy thụy thầm diệu sư mãn vị tư vấn mật, tùy duyên điểm lành sâu xét diệu màu, mẫu mực viên mãn tĩnh tâm tư duy vấn đáp, với thêm mật ngữ là 10. Hỏi sắp thuyết kinh Pháp Hoa, cớ sao lại phải nhập vô lượng nghĩa định, vì sao mà chẳng nhập Pháp Hoa tam muội? Đáp: Tức như khi sắp thuyết kinh Bát Nhã, trước hết cũng phải nhập định, kinh năng đoạn nói, sửa sang cho thân mình ngay ngắn, tâm nguyện đúng đắn, chủ ở niệm đối diện, rồi sau mới thuyết pháp. Đây cũng như vậy, trước tiên nhập vô lượng nghĩa tam muội, rồi sau mới thuyết kinh Pháp Hoa. Vì thể của Pháp Hoa là vô lượng nghĩa, nên Pháp Hoa tam muội tức là vô lượng nghĩa tam muội. Vô kinh vô lượng nghĩa thuyết cho Bồ Tát, kinh Pháp Hoa thuyết cho Thanh Văn. Nội dung kinh vô lượng nghĩa là sản sinh ra vô lượng nghĩa, công năng của Pháp Hoa là vượt ra khỏi nhị thừa. Nội dung công năng dẫu khác, song thực chất hai kinh đó là một, cho nên lúc sắp thuyết Pháp Hoa, trước tiên phải nhập vô lượng nghĩa tam muội. Hạ văn cũng có chỗ nói đến sự ngộ nhập Pháp Hoa tam muội, mà không nói đến sự nhập vô lượng nghĩa tam muội, đó chỉ là do yêu cầu tùy cơ tế vật, tùy theo căn cơ mà hóa độ chúng sinh, cần phải dùng phương tiện thiện xảo mà thôi. Danh tuy có hai mà thực thể chẳng khác. Thêm nữa lại vì giáo lý hạnh quả khác nhau như trên đã nói. Ngoài ra, trước tiên cần quan sát pháp thể chân như, sau đó mới thuyết kinh Pháp Hoa nói về nhân quả công năng. Kinh văn: Bấy giờ trời mưa, tới cùng các đại chúng tán rằng, ở đây nói rõ khí thế gian có hai, một là mưa hoa, hai là động đất. Này ở đây giải mưa hoa, hoa mạn đà la, ở phương đây gọi là thích ý, vì ai nhìn thấy trong tâm sẽ ưa thích. Hoa mạn thù sa, ở đây gọi là nhu nhuyễn, vì thể hoa nhu nhuyễn cũng khiến cho người nào nhìn thấy sẽ liệt được ba nghiệp cương chiếu khoáng. Ma ha có nghĩa là đại lớn. Kinh mới dịch gọi là hoa thích ý, hoa đại thích ý, hoa nhu nhuyễn, hoa đại nhu nhuyễn. Theo đúng như thứ tự, tức là bốn loại hoa trong kinh này, ý muốn nói rõ pháp là vui lòng người điều phục ba nghiệp. Cũng có chỗ nói chữ vũ trong thiên vũ, âm đọc là vu. Hoa có năm đức. Một, át mùi thối tha, biểu trưng cho việc đã nghe pháp rồi thì mây chướng cấu bị tiêu tan. Hai, quốc độ nghiêm tịnh, biểu hiện đã nghe pháp rồi thì dùng các điều thiện tô điểm cho bản thân. Nên phần dưới của kinh nói rằng, mà thế giới này hết thảy đều trang nghiêm thanh tịnh. Ba, phô vẻ tốt tươi, nhìn thấy cả đài, biểu trưng cho việc Phật sắp khai thị tuyên thuyết nhất thừa. Bốn, sau hoa kết quả, biểu hiện sau khi nghe pháp rồi thì chứng được bồ đề. Năm, mùi thơm bay xa, người ta ngửi thấy đều hoan hỉ ưa thích, tượng trưng cho đức Phật. Phật đức bên trong đầy đủ, danh vang khắp mười phương, chúng sinh người nào được nghe cũng đều tôn sùng ngưỡng mộ. Chỉ mưa hoa này chẳng phải hoa khác, vì tượng trưng cho việc nghe kinh này rồi thì phát tâm hoan hỉ ưa thích, lìa cái tâm ương ngạnh cố chấp của nhị thừa. Thêm nữa, khi sắp khai thị giáo lý hạnh quả nhất thừa là chân thực, cũng khai thị bốn pháp nhị thừa, coi đó là quyển tích, cho nên mưa bốn hoa cũng là để độ cho bốn loại chúng sinh, tức nỗn thai thấp hóa, phát bốn niệm chủ, tu bốn chính cần, được bốn thần túc, thực hành bốn pháp tích, chứng bốn đế lý, chặn bốn dòng, đoạn bốn hệ phược, khử bốn ách, được bốn diệu âm, ngộ bốn niết bàn, chứng bốn đức. Mưa bốn hoa này chẳng tăng chẳng giảm, giác hoa lên Phật để tỏ ý cúng dường, biểu hiện bốn việc của Phật đã xong xuôi, cùng đại chúng lấy bóng dập mà che chở cho chúng sinh, thể hiện đại chúng cũng sẽ thành bốn chúng. Kinh văn: Khắp thế giới Phật sáu loại chấn động, tán rằng nơi Đức Thích Ca cai quản là Tam Thiên Đại Thiên, gọi là thế giới Phật. Thế giới Phật đó đều động, nên gọi là khắp thế giới Phật đều động, đó là động xứ vậy. Trong bài tụng ở dưới nói, và thế giới này sáu loại chấn động, cho nên biết rằng chỉ động thế giới Thích Ca chứ chẳng phải là động mười phương thế giới. Hoặc việc động khắp này giống như việc phóng quang chiếu sáng, chẳng thế thì phóng quang cớ sao lại rộng mà động giới lại hẹp. Hạ văn chỉ căn cứ vào chỗ gần, nói rõ việc hóa độ cho thế giới này bỏ qua quyền lấy thực, và y theo điều giải thích ban đầu, chỉ có thế giới này động rõ ràng bỏ quyền lấy thực. Chấn có nghĩa là động, là khởi. Về lục động có ba, một sáu thời động, kinh Trường A Hàm nói, đó là nhập thai xuất gia, thành đạo chuyển pháp luân nhập niết bàn,
thời nay động là thời chuyển pháp luân. 2. Sáu phương động, kinh Bát Nhã tập thứ 8 nói, đó là đông dành thì tây chìm, tây dành thì đông chìm, bắc dành thì nam chìm, nam dành thì bắc chìm, giữa dành thì rìa chìm, rìa dành thì giữa chìm. Nay sáu phương đông này có tất cả. 3. Sáu tướng động, kinh Đại Bát Nhã nói, sáu tướng đó là động, dũng, trấn, kích, hống, bộc. Lúc nay chẳng yên là động, dập dình lồi lõm thì gọi là dũng, hoặc sáu phương nổi chìm là dũng, có tiếng động ngầm là trấn. Xưa gọi từ thấp mà lên cao là khởi, nay gọi có sự va đập là kích, vang động ầm ầm là hống. Xưa gọi làm cho chúng sinh tỉnh giấc là giác, nay gọi phát ra tiếng động làm cho giật mình là bộc. Mỗi loại này lại có 3 mức độ, nhân lên gộp lại gọi là 18 tướng động. Kinh Bát Nhã nói đó là động, đẳng cực động, cho đến bộc, đẳng cực bộc. Chỉ động khe khẽ gọi là động, các nơi đều động thì gọi là đẳng động, khắp nơi động to thì gọi là đẳng cực động. Những điều khác đều căn cứ vào đây mà suy ra thì biết. Nay đây chỉ nêu chung gọi là lục động, chỉ là một chấn động trong 18 biến. Kinh Thắng Từ Duy Phạm Thiên nói rằng có 7 nhân. 1. Để làm cho các ma phải kinh sợ. 2. Để khiến cho đại chúng đương thời chẳng khởi tán tâm. 3. Để cho kẻ phóng dật phải tự giác ngộ. 4. Để cho họ nhớ pháp tướng. 5. Để khiến họ quan sát thuyết xứ. 6. Để người thành tựu được giải thoát. 7. Để khiến họ tùy thuận mà hỏi nghĩa chính. Nay cũng có thể như thế nên thị hiện động tướng. Kinh văn, bấy giờ trong hội tới một lòng ngắm Phật. 8. Rằng đây là chúng sinh thế gian có 4. Một là bốn chúng, hai là tám bộ, ba là hai vua, cuối cùng là kết hoan hỷ. Tiếng Phạn Obasaka Obatuka. Oba có nghĩa là cận, ca là sự, sách là âm chỉ đàn ông, tư là âm chỉ đàn bà. Vì các nam nữ thụ giới rồi thì có thể gần gũi phụng sự tỳ kheo, tỳ kheo ni chúng, cho nên gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Xưa phiên là yêu bà tắc, yêu bà di, và gọi tên là thanh tín nam, thanh tín nữ, đó đều là sai. Dạ xoa ở phương đây gọi là dũng kiện, bay trên không trung, lướt trên mặt đất giống các la sát. La sát có nghĩa là bạo ác, còn gọi là khả úy, đáng sợ, các từ đó đều phiên âm sai. Đúng với tiếng Phạn thì phải phiên âm là dược xoa, la sát xa. Tiếng Phạn gọi là mạc hô lạc già, ở phương đây gọi là bụng to, chỉ cho các loài bò bằng bụng như chăn lớn, rồng đất, gọi là ma hầu la già là phiên âm sai. Các điều khác thì như trên đã nói. Chuyển Luân Thánh Vương có 4 loại. Bài tụng của Kinh Nhân Vương nói, Bồ Tát thập thiện phát tâm lớn, lìa hẳn biển khổ trong ba cõi. Trung hạ phẩm thiện túc tán vương, thượng phẩm thập thiện thiết luân vương. Tập chủng đồng luân hai thiên hạ, ngân luân ba trời tính chủng tính. Nòi đạo đức bền chuyển luân vương, ánh vàng bảy báu bốn thiên hạ. Ở đây ba chủng tính khác với các kinh khác, vị Kim Luân cũng khác với kinh Thập Địa. Tùy theo từng hội mà giải thích, như kinh Vương Pháp Niệm hội thứ 2, Du Giả hội thứ 4, thuyết rộng về các tướng nghiệp quả vân vân. Tùy theo sự ứng cảm mà được bốn luân, kim ngân đồng thiết, các vật như bảy báu vân vân để mà giáo hóa chúng sinh. Đại chúng nhìn thấy thần biến hiếm có kỳ lạ, chứng được pháp vị tàng hữu chưa từng có, phát thắng tâm cùng hoan hỷ với chúng sinh bát bộ, chắp tay lắng lòng lắng nghe, nhất tâm nhìn Phật, mong Phật phát lời vàng. Kinh văn, bấy giờ Phật phóng ra tướng hào quang trắng từ giữa hai lông mày, tán rằng đây là thành tựu thứ 5. Thành tựu y chỉ vào thuyết nhân luận có 2 điều giải thích. 1. Các đại chúng kia hiện đang thấy tướng lạ, thấy sự chẳng thể nghĩ bàn, nghĩ rằng Như Lai chắc sẽ thuyết pháp cho ta, cho nên khao khát ngưỡng mộ, muốn được nghe, sinh tâm hỷ hữu. Đó gọi là thành tựu y chỉ thuyết nhân. Bởi vậy mới phóng đại quang minh, thị hiện biết bao nhiêu sự trong các thế giới. Đức Phật thuyết pháp ắt để tế độ chúng sinh, chúng sinh phát tâm khát ngưỡng hỷ hữu, đó gọi là thuyết nhân. Này sắp thuyết pháp cá nhân để y chỉ vào là nhân chúng sinh hy vọng khát ngưỡng mà thuyết pháp cho họ. Phóng quang chiếu xa, tướng lạ khó biết, đại chúng nhìn thấy hào quang liền giấy chính niệm Phật sắp thuyết cho, vì vậy khao khát ngưỡng mộ, mong muốn được nghe. Họ đã sinh tâm hỷ hữu thì sau đó phải nên thuyết pháp cho họ.
Bởi vậy phóng quang có thể làm nảy sinh cái tầm khát ngưỡng của chúng sinh, cho nên gọi là thuyết nhân. Hai, trước tiên thị hiện các hiện tượng bên ngoài như sáu loại chấn động vân vân, sau đó thị hiện pháp môn này là pháp thâm mật chứng được bên trong. Bởi vậy trước tiên thị hiện sự thần thông ở bên ngoài, biểu hiện Phật thuyết pháp môn này chính là do bên trong chứng được pháp thâm mật. Lại do bên trong chứng được pháp thâm mật, cho nên mới thị hiện thần biến ra bên ngoài. Thần biến đã tỏ rõ, biểu hiện Phật sẽ thuyết pháp đã chứng được, cho nên gọi là thuyết nhân. Dẫu trước đó có mưa hoa động đất, nhưng đó vẫn chưa phải là khả năng đặc biệt tuyệt vời. Nay phóng thần quang lại càng rất là kỳ diệu hiếm có, do bên trong chứng được pháp thâm mật, nên những điều thị hiện ra ngoài khó thể nghĩ bàn. Do thuyết nhân này mà chỉ nêu riêng điểm lành này, trong này có ba ý, một là phóng quang, hai là chiếu cảnh, ba là điều sở kiến. Đây là ý đầu tiên, lông mày là vẻ đẹp của đầu mặt, tượng trưng cho điều Phật thuyết là vẻ đẹp của tông đại thừa, rất tốt đẹp, hoàn mỹ. Giữa, tức là ở chính giữa của hai bên, biểu trưng cho việc thuyết trung đạo. Trắng là gốc của các màu, thể hiện pháp này là nguồn gốc của tam thừa, bởi vậy ví với hoa sen trắng, với châu trắng kéo xe. Hào là lông dài, cũng có chỗ nghĩa là lông tơ. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển thứ nhất nói, lúc Phật còn là thái tử, lông mày duỗi ra dài 5 thước, lúc ở dưới cây thì dài 1 trượng 4 thước 5 tấc, khi thành Phật rồi thì dài 1 trượng 5 thước, khi phóng hào quang thì có 10 cạnh hiện ra, trong ngoài ánh sáng đều vắng bặt, rỗng rang, xoắn trọn lạ như trăng thu tròn, danh danh màu trắng toát lên, toát ánh lên như tuyết như ngọc, chu vi tới 3 tấc. Hào quang có 7 ý nghĩa. Một, để khiến người ta sinh lòng tịnh tín, biết đó là người hơn người. Hai, xua tan tối tăm, trừ sạch ngu si. Ba, có thể đưa người ta tới chỗ sáng vì dẫn người ta xuất thế. Bốn, biểu hiện từ trong phát ra trí quang. Năm, cứu khổ cho chúng sinh, do phóng quang soi sáng nên mọi nỗi khổ của chúng sinh đều bị diệt trừ. 6. Cảnh tỉnh chúng sinh, do nhìn thấy ánh quang minh mà những kẻ có duyên đều tới. 7. Khiến chúng sinh chán ghét sắc cảnh, các chúng sinh vân vân, tham cảnh, sinh tử, lâu ngày chìm đắm trong vòng sinh tử. Nhìn thấy ánh quang minh của Phật bèn chán sắc sinh tử, cho nên Phật mới phóng quang. Kinh Niết Bàn nói, Phật phóng tứ quang ra từ diện môn, tứ quang 4 màu xanh vàng đỏ trắng. Kinh Thượng Sinh nói, khắp cả thân Phật tỏa ra sắc vàng ròng. Này nói từ giữa hai lông mày phóng ra bạch quang, mỗi thứ đều có ý nghĩa biểu trưng riêng vậy. Thần cảnh trí thông có 18 biến, 1 chấn động, 10 đồng loại vãng thú, 2 rực cháy, 3 lưu bố, 4 thị hiện, 5 chuyển biến, 6 vãng lai, 11 ẩn, 12 hiển, 13 sở tác tự tại, 14 chế tha thần thông, 15 năng thí biện tài, 7 cuộn lạ, 8 rỗi ra, 9 các tượng nhập thân, 16 năng thí ước niệm, 17 năng thí an lạc, 18 phóng đại quang minh, 14 hoa là tự tại biến, 6 là chấn động là chấn động biến, phóng quang ở đây là lưu bố biến, thấy 6 đường vân vân là thị hiện biến. Phần dưới phẩm thần lực sẽ nói rõ ràng đầy đủ.